Chương 1105, biến mất thiên môn bí. Từ thiên điện ra tới, thẩm trường thanh hơi bấm ngón tay tính toán, sắc mặt lập tức hiểu rõ. Hai tháng. Trong bất tri bất giác. Bản thân bế quan sẽ dùng hai tháng. Trong hai tháng này, hắn hoàn toàn không có cảm giác, thật giống như chỉ là đi qua một chút đồng dạng. Thẩm trường thanh có loại dự cảm. Theo bản thân ngày sau cảnh giới tăng trưởng, bế quan cần thiết thời gian sẽ càng ngày càng dài. Đến lúc đó đừng nói là hai tháng, liền xem như hai năm, hai mươi năm, thậm chí hai trăm năm hai ngàn năm, khả năng cũng chỉ là một cái búng tay. Như thế thời gian, nếu là đặt ở kiếp trước lời nói. Một lần bế quan chính là thương hải tan điền, cảnh còn người mất. Bất quá. Dạng gì cấp độ, nhận biết hạng người gì. Thẩm trường thanh xem bản thân bây giờ chỗ nhận biết những cái kia, Nói ít đều là bất hủ kim thân cấp độ, cái sau là thần cảnh thậm chí cả thần vương cảnh tu sĩ. Mỗi một cái không nói nhiều, sống mấy ngàn trên vạn năm, hoàn toàn không là vấn đề. Dù là thật sự bế quan một lần ra tới, tỷ lệ lớn sẽ không cải biến cái gì. Đúng lúc này, đột nhiên hắn tâm thần khẽ động, có tin tức truyền đến. Thiên Khôi. Thẩm Trường Thanh thần sắc khẽ giật mình. Từ khi Thiên Khôi nhận chủ về sau, chân chính cho mình đưa tin số lần cũng không nhiều đương nhiên trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bản thân thân ở tại chư thiên đối phương ở vào nhân tộc trong trời đất cả hai cách xa nhau quá xa không có cách nào lẫn nhau đưa tin nhưng dưới mắt đối phương thân ở minh hà giới mà minh hà giới bị thẩm trường thanh tùy thân mang theo lấy chủ tớ lạc ấn đưa tin cũng không có cái gì vấn đề lúc này thẩm trường thanh liền phân hóa một phần tâm thần tiến vào minh hà giới bên trong cùng lần trước so sánh bây giờ minh hà giới giới vực bên trong đã là nhiều hơn một tòa thành trì nói đúng ra kia là một tòa thành không xây thành trì đối với phạm nhân mà nói chính là công trình vĩ đại nhưng đối với thần cảnh cường giả tới nói xây thành trì cũng không phải là khó khăn gì sự tình di sơn đảo hải phá toái hư không chân chính muốn kiến tạo một tòa thành trì ra tới không dùng được thời gian quá dài. Cho nên, khi nhìn thấy có thành trì xuất hiện thời điểm, Thẩm Trường Thanh đã có thể xác định, đây là xuất từ Đông phương chiếu Tây. Đối phương là phải vì ngày sau Minh Hà giới khai thông, nhân tộc nhập Minh Hà giới làm chuẩn bị. Nhưng bây giờ chỉ là một tòa thành không, tạm thời không có cái gì lớn tác dụng. Đối với lần này, Thẩm Trường Thanh cũng không có nhúng tay quá nhiều ý nghĩ. Không gian Na Di chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm hắn đã là đi tới cái nào đó trên ngọn núi gặp qua tôn thượng nhìn thấy người tới thiên khôi không mình hành lễ thẩm trường thanh nói ngươi tìm ta đến thế nhưng là tu hành phương diện có vấn đề gì chỉ cần đợi tại giới vực bên trong tại minh hà giới bên trong là không có gì nguy hiểm càng nghĩ đối phương có thế tìm bản thân khả năng chính là cùng tu hành có quan hệ thiên khôi gật đầu Tôn thượng nói không sai. Tiểu nhân đích thật là tại tu hành phương diện có chút hoang mang, muốn thỉnh giáo Tôn thượng một hai. Ngươi nói, Tiểu nhân tự chứng minh đạo động thiên về sau, liền cảm giác được tu hành có chút không đúng, dựa theo Tôn thượng lưu lại liên quan tới tiên đạo miêu tả đến xem, chúng ta chứng đạo động thiên hẳn là mở ra thiên môn bí mới là. Thế nhưng là tiểu nhân lại tìm không thấy thiên môn bí chỗ, chỉ là mở ra những thứ khác bí tàng mà thôi thiên khôi nói ra tự thân vấn đề nghe vậy thẩm trường thanh sắc mặt khẽ nhúc nhích lúc này hắn mới chú ý tới trước mắt thiên khôi cùng bình thường động thiên tu sĩ là có chút khác biệt trên người đối phương khí tức mặc dù cường đại nhưng lại không thể so trước kia cường đại đến mức nào hoàn toàn không có bất hủ kim thân tấn thăng động thiên về sau như vậy chất thuế biến tấn thăng động thiên so sánh bất hủ kim thân cảnh mặc dù có thể có chất thuế biến cuối cùng ngay tại ở mở ra thiên môn bí. Chỉ vì thiên môn bí là nhân thể cường đại nhất bí tàng, chỉ cần thành công mở ra, liền có thể tương đương với mở ra một cái chu thiên bí tàng. Nếu như chỉ là khai phát cái khác bí tàng lời nói, mặc dù cũng coi là tấn thăng động thiên, nhưng là chỉ là yếu nhất động thiên. Lại nói, động thiên bước đầu tiên, chính là khai phát thiên môn bí. Giống như là thiên khôi như thế tình huống, thẩm trường thanh xem như lần thứ nhất nhìn thấy. Ngươi là tìm không được thiên môn bí, cho nên mới mở ra cái khác bí tàng, cưỡng ép tấn thăng động thiên. Không sai. Ngươi vấn đề này, ta ngược lại thật ra lần thứ nhất thấy. Thẩm trường thanh trầm ngâm một lát, sau đó trong mắt thần quan mờ mịt, nháy mắt đem thiên khôi khám phá. Chỉ thấy đối phương nhục thân khí huyết tràn đầy, có giống như tinh thần giống như bí tàng mở ra đến, tỉ mỉ đến một lần, khoảng chừng trên trăm cái bí tàng. Không thể không nói thiên khôi tại khai phát bí tàng phương diện tốc độ không là bình thường nhanh tuy nói trong này có minh hà giới linh khí nồng nặc nguyên nhân nhưng là có đối phương dị bẩm thiên phú duyên cớ hồi lâu về sau thẩm trường thanh thu hồi ánh mắt lông mày nhíu chặt tôn thượng thế nhưng là tìm ra vấn đề rồi thiên khôi trên mặt tràn đầy thần sắc mong đợi thẩm trường thanh khẽ lắc đầu ta xem trên người ngươi bí tàng đông đảo nhưng không có tìm tới thiên môn bí tồn tại việc này có chút không đơn giản, ta cần lại nghiên cứu một chút, tài năng cho đến ngươi trả lời chắc chắn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể xem người toàn thân bí tàng. Bất luận là đã khai phát bí tàng, hoặc là không có khai phát bí tàng, đều là đào thoát bất quá pháp nhãn của mình. Nhưng mà, tại thiên khôi trên thân, Thẩm Trường Thanh chỉ thấy được 129.599 cái bí tàng, so sánh hoàn chỉnh đại chu thiên, chỉ kém một cái bí tàng mà cái kia bí tàng, đúng lúc là đối phương tìm không thấy thiên môn bí. Nghe vậy, thiên khôi trên mặt lóe qua một vệt thất vọng, nhưng rất nhanh liền biến mất không gặp. Vậy làm phiền tôn thượng rồi. Ừm. Thẩm trường thanh không nói gì nữa, thân hình đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là đi tới Minh Hà Giới một nơi khác. Nơi đó. Thanh y ngay tại bắt đầu bố trí trận pháp. Tôn thượng hôm nay vì sao có rảnh đến đây? Ta tới này có kiện sự tình, muốn thỉnh giáo một lần tiền bối. Thẩm trường thanh không có quanh co lòng vòng, thẳng vào chính đề. Vừa rồi ta tiến đến thiên khôi nơi đó, gặp hắn tấn thăng động thiên khai phát bí tàng cũng không phải là thiên môn bí, mà lại ta xem hắn nhục thân bên trong vậy tìm không được thiên môn bí tồn tại, cho nên muốn hỏi một chút tiền bối có thể tin tường việc này. Hắn mặc dù đang ở tiên đạo phương diện đã là đến động thiên thập trọng, nhưng đối với tiên đạo hiểu rõ tất nhiên là không có thanh y thâm hậu cho nên vấn đề này tỷ lệ lớn cũng chỉ có đối phương có thể trả lời tìm không thấy thiên môn bí thanh y rơi vào trầm tư một lát hắn mới từ trong trầm tư tỉnh táo lại nhìn xem thẩm trường thanh nói việc này lão phu từng nghe đế quân nói qua tiên đạo chính là nhân tộc hệ thống tu luyện chủng tộc khác mặc dù cũng có thể tu luyện tiên đạo nhưng cái khó có lớn thành tựu nguyên nhân chân chính, ngay tại ở thiên môn bí phía trên. Bởi vì chỉ có nhân tộc mới có thiên môn bí, không phải nhân tộc sinh linh là không tồn tại thiên môn bí. Dù là vạn tộc độ kiếp thành tựu thiên địa đạo thể, mặt ngoài nhìn cùng nhân tộc không có gì khác nhau, có thể nhân tộc chính là tiên thiên thiên địa đạo thể, vạn tộc là hậu thiên thành tựu thiên địa đạo thể. Tiên thiên cùng hậu thiên khác nhau, ngay tại ở thiên môn bí phía trên. Tiên thiên đạo thể Sau thiên đạo thể nói cách khác chỉ có tiên thiên thiên địa đạo thể tài năng có được thiên môn bí tiếp theo chân chính tu luyện tiên đạo thẩm trường thanh sắc mặt hiểu rõ hắn trước kia chỉ cho là thiên địa đạo thể cùng thiên địa đạo thể ở giữa là không có cái gì khác biệt chỉ là nhân tộc trời sinh chính là thiên địa đạo thể so sánh vạn tộc tồn tại một chút ưu thế nhưng bây giờ nghe nói thanh y lời nói thẩm trường thanh mới xem như chân chính hiểu rõ đến Nguyên lai thiên địa đạo thể ở giữa là có tiên thiên cùng hậu thiên phân chia. Chỉ có tiên thiên thiên địa đạo thể, tài năng chính thức có được thiên môn bí. 129.600 bí tàng là diễn hóa hỗn động khai phát động thiên mấu chốt, nhưng phàm là thiếu khuyết bất kỳ một cái nào bí tàng, cũng không thể chân chính diễn hóa hỗn động khai phát động thiên. Bởi vậy, thanh y lời nói bên trong nói, vạn tộc mặc dù có thể tu luyện tiên đạo, nhưng cái khó có lớn thành tựu chính là cái này ý tứ. Đơn giản tới nói, vạn tộc tu luyện tiên đạo chỉ có thể dừng bước tại động thiên cửu trọng, vĩnh viễn không có thuế biến hỗn độn đạo thể khả năng, càng không có khai phát động thiên khả năng. Vạn tộc không phải hoàn toàn không thể tu luyện tiên đạo, mà là tu luyện trên tiên đạo hạng có hạn. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới đây, sau đó liền nhìn về phía Thanh Y, có khả năng hay không để hậu thiên thiên địa đạo thể nghịch phản tiên thiên có lẽ có, có lẽ không có, dù sao lão phu chưa từng có nghe nói qua, có hậu thiên thiên địa đạo thể nghịch phản tiên thiên tình huống, cho nên tiên đạo cũng là nhân tộc độc nhất. Chúng tộc khác tu luyện tiên đạo dừng bước tại động thiên cửu trọng. Nếu như Tôn Thượng một ngày kia có thể đi đến tiên đạo đỉnh cao nhất, có khả năng giải quyết vấn đề này. Nhưng này các loại tình huống, cũng chỉ có thể từ Tôn Thượng bản thân truy tầm. Thanh Y lắc đầu. Thẩm Trường Thanh thấy thế, đành phải bỏ đi giải quyết suy nghĩ tiên đạo đỉnh cao nhất há lại dễ dàng như vậy đạt tới liền xem như ngũ phương đế quân loại kia tầng thứ cường giả đoán chừng đều tính không được tiên đạo đỉnh cao nhất bất quá cũng có khả năng ngũ phương đế quân đã được xưng tụng tiên đạo đỉnh cao nhất cường giả đến như loại kia tồn tại có hay không nắm giữ để vạn tộc tu luyện tiên đạo đánh vỡ thiên môn bí hạn chế phương pháp vậy liền không được biết rồi có khả năng có. Có khả năng không có. Chỉ là trước mắt thanh y, rõ ràng là không rõ ràng. Tiền bối cũng biết, tiên đạo là người phương nào sáng tạo. Tiên đạo từ xưa đến nay liền đã tồn tại, nhưng muốn chân chính tin tường tiên đạo là người phương nào sáng tạo, lão phu cũng chưa từng hiểu rõ, có thể là ngày xưa cái nào đó nhân tộc minh ngộ đại đạo, từ đó sáng lập ra tiên đạo cũng không nhất định. Dù sao sáng chế tiên đạo người, chưa hẳn chính là mạnh nhất tồn tại. Dù sao bất kỳ một cái nào hệ thống tu luyện, chân chính có thể đi đến chư thiên đỉnh cao nhất, trừ sáng tạo đạo giả công lao bên ngoài, sở hữu đi này thể hệ mở đường người cũng là không thể bỏ qua công lao. Chỉ có nhiều đời người không ngừng khai phát hoàn thiện, tài năng chân chính đi ra thông thiên đại đạo. Thanh y sắc mặt lạnh nhạt. Cho nên lão phu bên ngoài, tiên đạo hẳn không phải là một người nào đó trực tiếp khai sáng đến đỉnh cao nhất, chỉ có một người nào đó minh ngộ tiên đạo sau đó truyền thừa tiếp từ kẻ đến sau từng bước một hoàn thiện đến nay không phải lấy tiên đạo huyền diệu thật có cường giả đem khai sáng đến đỉnh cao nhất lời nói không có khả năng một điểm thanh danh cũng không có lưu truyền ra đi có thế lão phu nhìn chung thượng cổ sở hữu nhân tộc cường giả cũng không có nghe nói qua như thế cường giả tồn tại ta hiểu thẩm trường thanh nhẹ gật đầu trước mặt hắn có thể là cả nghĩ quá rồi Tiên đạo chưa hẳn chính là một vị nào đó siêu thoát quy tắc cường giả sáng lập ra tới, tiên đạo chân chính có thể có được các loại huyền diệu, là kẻ đến sau một chút xíu hoàn thiện tích lũy bố trí. Cụ thể như thế, cũng không phải mình bây giờ có thể hiểu rõ rõ ràng. Chương 1106, một năm ba cái pháp tắc thần đan. Nhân tộc trấn thủ sứ từ thanh y bên kia rời đi, trầm trường thanh một lần nữa trở lại thiên khôi nơi đó. Hắn đem tiên đạo vấn đề cho đối phương nói rõ ràng về sau, đối phương chính là rơi vào trầm mặt. Mặc cho ai phát hiện mình phía trước chính là tử lộ, không còn tiến bộ khả năng, đều không phải một chuyện dễ dàng tiếp nhận sự tình. Thật lâu. Thiên khôi sâu đậm thở dài, đa tạ tôn thượng giải hoặc rồi. Ngươi cũng không cần nhục chí, tiên đạo không thích hợp ngươi tu hành, không cung cấp tại cái khác hệ thống không thích hợp ngươi tu hành. Chiêu thiên vạn tộc bên trong lấy thần đạo làm chủ, ngưng tụ vạn tộc tính ngưỡng luyện thành vô thượng thần đạo. Hắc ma thần tộc lấy rèn luyện nhục thân làm chủ, không tu pháp thì tính ngưỡng, khác loại chứng đạo. Đông phương chiếu sáng tạo trường sinh đạo chính là kết hợp hắc ma thần tộc cùng với trước kia yêu tài nhất tộc lực lượng sáng tạo, tương tự đi đến đỉnh phong. Người dù không thể đi tiên đạo, nhưng chư thiên vạn tộc bên trong không chỉ là có tiên đạo mà thôi, người nếu là nghĩ, thậm chí có thể tự mình tự sáng tạo một đạo, đều là không có bất cứ vấn đề gì. Trầm Trường Thanh Trầm giọng nói Tiên đạo đường tuyệt Đối với Thiên Khôi tới nói xem như một cái đã kích không nhỏ, hắn cũng không hy vọng đối phương như vậy yên tĩnh lại. Thần đạo Trường sinh đạo Thiên Khôi sắc mặt biến huyển không chừng. Sau một lúc lâu, hắn mới làm ra quyết đoán thần đạo cần ngưng tụ vạn tộc tín ngưỡng, ta tại Minh Hà giới bên trong muốn thu thập tín ngưỡng không dễ, cho nên liền mời tôn thượng ban thưởng ta trường sinh đạo phương pháp tu luyện đi. Tiên lộ đoạn tuyệt, chỉ có thể thay cái phương pháp tu luyện. Thần đạo tuy tốt, thế nhưng là lại ý lại tại tín ngưỡng thần lực. Tại Minh Hà giới bên trong hung thú đầy đất. Căn bản không tồn tại sinh linh tín ngưỡng thuyết pháp, muốn để hung thú tín ngưỡng bản thân, kia là hoàn toàn chuyện không thể nào đến như rời đi minh hà giới, thiên khôi tạm thời cũng không có ý nghĩ này. Bản thân tin tường chính mình sự tình. Coi như hắn đã là tấn thăng động thiên, luận đến thực lực cũng bất quá tương đương với bình thường thần cảnh mà thôi, thật muốn rời đi minh hà giới lời nói, đừng nói thu thập sinh linh tín ngưỡng, có thể còn sống sót coi như đến không sai. Càng nghĩ, cũng chỉ có trường sinh đạo một cái như vậy phương pháp. Hắc ma thần tộc Pháp môn tu luyện, thiên khôi là không có gì ý nghĩ so sánh tại hoàn toàn xa là hắc ma thần tộc pháp môn tu luyện, hắn càng có khuynh hướng đông phương chiếu bây giờ sáng tạo trường sinh đạo. Trường sinh đạo sự tình, ta không thể tự tiện truyền cho ngươi, dù sao đây là đông phương chiếu sáng lập hệ thống tu luyện, ngươi có thể tiến đến tìm hắn, để hắn truyền ngươi trường sinh đạo phương pháp tu luyện. Trầm trường thanh nói, hắn cũng không lo lắng đông phương chiếu sẽ cự tuyệt. Bất kỳ một cái nào hệ thống tu luyện, cũng không thể chỉ có một người đi đi, bởi vì chỉ có một người đi đi hệ thống tu luyện, rất khó chân chính thôi diễn tới đỉnh phong. Chỉ có đi càng nhiều người, hệ thống tài năng càng hoàn thiện, hạn mức cao nhất cũng có thể càng cao. Nhưng cũng tiếc chính là, nhân tộc bây giờ đều là lấy tiên đạo làm chủ, chân chính đi trường sinh đạo người, chỉ có trước kia trấn ma ti đám người kia. Mà lại, còn không phải sở hữu trấn ma ti người, đều đi trường sinh đạo có một bộ phận bỏ đi yêu tà lực lượng về sau chính là cải thành lấy tiên đạo làm chủ trường sinh đạo tại trong nhân tộc xem như tương đối hiếm thấy hệ thống tu luyện nếu như thiên khôi nguyện ý tu luyện trường sinh đạo lời nói trầm trường thanh cảm giác đông phương chiếu sẽ rất vui vẻ tâm thần rời đi một lần nữa trở về nhục thân trầm trường thanh liền không có lại nghĩ đi minh hà giới sự tình lần này thiên khôi sự tình để hắn xác định một việc đó chính là không phải nhân tộc tu luyện tiên đạo chính là mình tuyệt con đường của mình Tiên đạo chính là vì nhân tộc chuẩn bị hệ thống Chỉ có nhân tộc tài năng đem tiên đạo tu luyện tới đại thành Đổi lại chúng tộc khác sinh linh tu luyện tiên đạo Chỉ có thể dừng bước tại đồng thiên cửu trọng Đương nhiên rồi Đối với rất nhiều tu sĩ tới nói Có thể vào đồng thiên cửu trọng Đã là hoàn toàn vậy là đủ rồi Nhìn chung chư thiên vạn tộc bên trong vô số sinh linh có thể vào có thể so với đồng thiên thần cảnh đều là không có bao nhiêu, mà có thể vào đồng thiên cửu trọng sánh vai thần cảnh cửu trọng người, càng là phượng mau lân giác. Liền xem như vạn tộc tu luyện tiên đạo dừng bước tại đồng thiên cửu trọng, đối với rất nhiều vạn tộc sinh linh tới nói, cũng là khó mà ngăn cản dụ hoặc. Nếu như không phải thần cung cấm chỉ vạn tộc tu luyện tiên đạo lời nói, nghĩ đến bây giờ vạn tộc tu luyện tiên đạo tu sĩ có không ít, tiên đạo quy tắc cứ việc không thể như thần đạo quy tắc giống như cường đại nhưng là tất nhiên không nhỏ trầm trường thanh nghĩ tới bản thân nhập chư thiên quy tắc sông dài thời điểm nhìn thấy một màn kia thần đạo quy tắc thông thiên triệt địa mặc dù không bằng chư thiên quy tắc sông dài như vậy mênh mông nhưng đã là nghiền ép tất cả quy tắc có thể thấy được hắn rốt cuộc là đáng sợ đến cỡ nào so sánh bên dưới hắn nhưng không có nhìn thấy tiên đạo quy tắc bóng dáng đó cũng không phải nói quy tắc sông dài bên trong không có tiên đạo quy tắc mà là tiên đạo quy tắc quá nhỏ yếu, dẫn đến bản thân trong lúc nhất thời không thể phát hiện. Đáng tiếc bằng vào ta thực lực bây giờ. Vẫn chưa thể tùy ý ra vào chư thiên quy tắc sông dài, không phải ngược lại là có thể vào nơi đó tu luyện. Trầm trường thanh sắc mặt tiếc núi. Chư thiên quy tắc sông dài đích thật là một cái tu luyện thánh địa, ở nơi đó càng trực quan cảm thụ quy tắc sông dài bên trong huyền diệu, đối với lĩnh ngộ quy tắc có được lợi ích to lớn. So sánh bên dưới minh hà giới quy tắc sông dài liền muốn kém rất nhiều bất quá với kém cũng chỉ là tương đối mà nói mà thôi minh hà giới bên trong quy tắc sông dài mặc dù yếu tại chư thiên quy tắc sông dài nhưng là minh hà giới quy tắc sông dài đồng dạng không có chư thiên quy tắc sông dài như vậy đáng sợ chỉ cần có được thần vương tầng thứ thực lực trên cơ bản đều có thể lĩnh hội nhưng chư thiên quy tắc sông dài không có thần chủ tầng thứ thực lực căn bản không cần nghĩ lấy tiếng vào càng không cần nghĩ lấy lĩnh hội trong đó quy tắc tại trầm trường thanh âm thầm suy tính thời điểm hắn đã là đi tới đan điện trước mặt cùng hai tháng trước so sánh bây giờ đan điện muốn lộ ra náo nhiệt rất nhiều đan thánh chứng đạo quy tắc thần vương tin tức đã là như là như gió lưu truyền ra ngoài sở hữu thiên tông đệ tử đều tin tường đan điện điện chủ chính là thiên tông một vị duy nhất thần vương đệ tứ cảnh cường giả liền xem như mở sang thiên tông trầm trường thanh ở trên cảnh giới mặt khả năng đều có chỗ không bằng. Dù sao chư thiên lưu truyền thông tin bên trong, thiên tông phù dương chính là thần vương đệ nhất cảnh cường giả, chỉ là chiến lực thông thiên, so tuyệt đại bộ phận thần vương đệ tứ cảnh đều muốn tới cường đại, thậm chí có thể đối cứng thần chủ. Chỉ riêng ở trên cảnh giới tới nói, đàn thánh thuộc về thiên tông đệ nhất. Cho nên khoảng thời gian này, không ít ngoại môn đệ tử đều muốn nhập đan điện, cho dù là đến đan điện làm việc vặt đều là sẽ không tiếc chỉ tiết chính là đan điện không phải là cái gì đệ tử đều thu, đại đa số đệ tử đều là không công mà lui. nhưng coi như cái này dạng cũng không thể cải biến đan điện náo nhiệt, làm trầm trường thanh đến thời điểm hắn nhưng không có kinh động bất luận kẻ nào lặng yên ở giữa tiếng vào đan trong điện bộ tông chủ đến rồi. ngay tại thiên điện nội luyện đang đan thánh, phản phất phát giác cái gì một dạng, phất tay liền đem đã ra lọ đan dược cất kỹ đứng dậy nhìn về phía sau lưng, trầm trường thanh vừa vặn đứng ở nơi đó. Chứng đạo quy tắc thần vương về sau, điện chủ thực lực so trước kia cường đại hơn nhiều. Trầm trường thanh gật đầu. Nếu là lúc trước, chỉ cần mình không tận lực tiết lộ khí tức, đối phương đều là cảm ứng không ra được. Nhưng bây giờ hắn chỉ là vừa đi tới đan điện, cứ việc không có cố ý thu liễm khí tức, nhưng đối phương có thể ngay lập tức phát giác được, đã nói rõ rất nhiều đồ vật rồi đan thánh cùng những quy tắc khác thần vương khác biệt đối phương là tại nhật nguyệt thần vương cảnh bên trong trực tiếp minh ngộ quy tắc lực lượng một bước vượt ngang hoàng vũ thần vương cưỡng ép phá cảnh nhập quy tắc thần vương kể từ đó cùng cái khác từng bước một từ thần vương để nhất cảnh đi đến thần vương để tứ cảnh cường giả so sánh nội tình phương diện sẽ yếu không ít lại thêm đan thánh bản thân cũng không giỏi về sát phạt chiến đấu chiến lực cũng là sẽ không quá cao chỉ là dù là lại yếu quy tắc thần vương đó cũng là quy tắc thần vương tiên thiên bên trên áp đảo cái khác thần vương chỉ có những cái kia thiên kiêu mới có tại thần vương đệ tứ cảnh trở xuống lực chiến thần vương đệ tứ cảnh khả năng nghe nói trầm trường thanh tán dương đàn thánh dững dưng cười nói lão phu đạo hạnh tầm thường cùng tông chủ so sánh chênh lệch quá nhiều đảm đương không nổi tông chủ khen ngợi tại nhập thần vương đệ tứ cảnh về sau Thắng sâu đậm minh bạch cảnh giới này cường đại, hiểu thêm có thế tùy tiện nghiền ép thần vương đệ tứ cảnh trầm trường thanh, thực lực trốt cuộc là đáng sợ đến cỡ nào. Bực này cường giả. Không được nói một cái thần vương đệ tứ cảnh bản thân, liền xem như 10 cái chung vào một chỗ, đều chưa hẳn có thể chống đỡ rồi. Bởi vì cái gọi là biết đến càng nhiều, trong lòng kính sợ lại càng sâu. Đàn thánh rất chờ mong, vị này chân chính chứng đạo thần chủ một khắc này, sẽ là đáng sợ cỡ nào người ta cũng không cần khách khí cái gì bản tọa lần này đến đây là muốn hỏi một chút điện chủ khả năng tiếp tục luyện chế pháp tắc thần đan không có vấn đề đan thánh thản nhiên gật đầu sau đó tự tin cười một tiếng từ lão phu chứng đạo quy tắc thần vương về sau đan đạo phương diện có không ít lĩnh ngộ luyện chế pháp tắc thần đan xác suất thành công nghĩ đến cũng sẽ so dĩ vãng lên cao rất nhiều nếu là tông chủ cần lão phu ít ngày nữa liền có thể lần nữa luyện đan vậy làm phiền điện chủ trầm trường thanh trên mặt hiện ra tiếu dung sau đó hắn lại là bổ sung một câu bản tòa yêu cầu không cao một năm điện chủ chỉ cần luyện chế ba cái pháp tắc thần đan là được tương ứng linh dược điện chủ nếu không phải đủ cứ mở miệng bản tòa sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn một năm ba cái pháp tắc thần đan giống như là là khai lò luyện chế ba lần mà lại mỗi một lần đều muốn thành công trầm trường thanh đánh giá lại lấy đan thánh thực lực một năm luyện chế ba cái pháp tắc thần đan hẳn là không cái vấn đề lớn gì đừng nói một năm nếu như là mỗi một lò đều không thất bại lời nói dựa theo đối phương một tháng một lọ để tính ba tháng liền có thể hoàn thành yêu cầu nhưng liền xem như lợi hại hơn nửa luyện đan sư cũng không thể cam đoan trăm phần trăm thành đan theo trầm trường thanh lấy bây giờ chứng đạo thần vương để tứ cảnh đan thánh cân nhắc năm thành luyện đan xác suất thành công cũng không thành vấn đề. Thời gian nửa năm luyện đan. Còn thừa thời gian nửa năm tùy ý đối phương tự có an bài, xem như so sánh hợp lý. Dù sao đối phương gia nhập thiên tông, cũng không khả năng thật sự trở thành một chỉ biết luyện đan máy móc, như thế thời gian một dài, đan thánh trong lòng cũng sẽ dâng lên khúc mắt. Lỏng lẻo có độ. Mới thật sự là hợp lý cách làm. Một bên khác. Đan thánh nghe vậy, hơi trầm ngâm một chút sau đó gật đầu nếu là ở không có đột phá trước kia tông chủ yêu cầu lão phu không dám hứa chắc cái gì vốn dĩ tình huống dưới mắt đến xem tông chủ yêu cầu nên không khó vậy vậy làm phiền điện chủ trầm trường thanh gật đầu gật đầu mặt khác mỗi luyện chế một viên pháp tắc thần đan tông môn đều sẽ ngoài định mức cho một vạn chiến công cuối cùng hắn lại là bổ sung một câu một vạn chiến công mặc dù đối với sao pháp tắc thần đang tới nói không tính là gì, nhưng đàn thánh chỉ là ra tay giúp đỡ luyện chế đang dược, cho một vạn chiến công xem như không sai biệt lắm rồi. Chương 1107, phía sau mạng đẩy tay, thần chủ đến. Nhân tộc trấn thủ sứ Trầm Trường Thanh mới từ đan điện rời đi, liền triệu tập sở hữu trưởng lão đi tới tông môn đại điện nghị sự. Mỗi bế quan một đoạn thời gian, hắn đều muốn tìm hiểu một chút, chư thiên vạn tộc đến cùng đều xảy ra thứ gì. Như thế cách làm. Chính là vì thời khắc tin tường chư thiên thế cục, tránh xảy ra vấn đề gì. Bản tọa trong lúc bế quan, chư thiên nhưng có sự tình gì phát sinh. Trầm trường thanh dứt lời. Sau một lúc lâu, phổ tông nói, khởi bẩm tông chủ, trước đó không lâu có thần chủ bộc phát chiến đấu. Thứ nhất vì thái cổ minh, Thứ hai vì Thiên Lôi Thánh Địa, trận chiến kia chúng ta không rõ ràng tình huống cụ thể, chỉ biết từng có thần tộc thần chủ Giáng Lâm. Nhưng theo suy đoán của ta, Thiên Lôi Thánh Địa cùng Thái Cổ Minh Bộc Phát chiến đấu, rất có thể là cùng trước kia Hắc Ma thần tộc nhập chủ tuyên cổ đại lục có quan hệ. Cuối cùng, Phổ Tông lại là bổ sung một câu. Thần chủ Giáng Lâm. Trầm Trường Thanh khẽ gật đầu. Không hề nghi ngờ. Thái Cổ Minh cùng Thiên Lôi Thánh Địa bộc phát chiến đấu tất nhiên là cùng chư thiên thần tộc có quan hệ. Hai phe thế lực công nhiên cùng hát ma thần tộc cùng một ruột. Cử động lần này để chư thiên thần tộc tức giận, muốn nói chư thiên thần tộc không có bất kỳ cái gì động tác, đây mới thực sự là đáng giá chuyện kỳ quái. Giống như là dưới mắt như vậy, lại là bình thường cực kỳ. Có thể tin tường động thủ là phương kia thần tộc cường giả. Trầm trường thanh hỏi. Phổ tông lắc đầu, đối thiên lôi thánh địa động thủ thần tộc không rõ ràng, nhưng đối với thái cổ minh động thủ nghe nói là thánh thần tộc. Hắc ma thần tộc dưới mắt nhưng có cái gì động tác? Hắc ma thần tộc tự lập bên dưới hắc ma tông về sau, chính là trở nên yên lặng. Không có cái gì quá lớn động tác. Phổ tông nói xong. Hắn giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút chần chờ. Bây giờ chư thiên có cái tin tức lưu truyền, ta lại không biết thật giả. Tin tức gì? tin tức truyền ngôn lần này phong thần đài mở ra sẽ là đại tranh chi thế sở hữu phong thần đài mở ra số lần bên trong cơ duyên rất nhiều nhất dạy một lần trong đó dính đến chứng đạo thần chủ thậm chí cả thần quân cơ duyên phổ tông như thực trả lời trầm trường thanh long mày nhíu lại cũng biết tin tức là từ đâu truyền tới tạm thời không biết có chút ý tứ trầm trường thanh sắc mặt cổ quái mỗi lần đại tranh chi thế phong thần đài đều sẽ xuất thế phàm là có thể vào phong thần đài người đều có thể đạt được tương ứng cơ duyên hậu vệ khống chế ở đây trên thực tế chỉ cần vào thông thiên lộ đều có cơ hội tìm được tương ứng cơ duyên chỉ là đơn thuần nhập thông thiên lộ không thể đăng phong thần đài lời nói liền xem như lấy được cơ duyên to lớn cũng không có bất cứ tác dụng gì thế tất yếu vẫn lạc trong đó hiện tại lại có tin tức liên quan tới phong thần đài truyền ra rõ ràng là có thế lực muốn tận lực tuyên dương từ đó đảo loạn chư thiên thế cục dù sao như thế tin tức vừa ra đằng sau phong thần đài tranh đoạt tất nhiên sẽ so lần thứ nhất càng thêm kịch liệt nhưng tin tức rốt cuộc là từ nơi nào truyền tới căn bản không được biết đối phương làm như vậy mục đích thực sự là cái gì trầm trường thanh cũng chỉ là có một chút suy đoán mà thôi không thể xác định cái gì bất quá bất cứ tin tức gì cũng không thể gió thổi lỗ trống như thế nói đến đến tiếp sau phong thần đài mở ra nói không chừng thật có cơ duyên gì xuất hiện cũng không nhất định. Trầm trường thanh ánh mắt lấp lóe. Phong thần đài từ xưa liền đã tồn tại. Mỗi một lần đại tranh chi thế đều sẽ xuất hiện, như thế chí bảo thần bí đến cực điểm, rốt cuộc là người nào lưu lại, đến nay cũng không có ai tin tường. Dù sao phong thần đài bên trong tồn tại đông đảo cơ duyên, đây là sự thật. Từ xưa đến nay, sở hữu tu sĩ đi vào trở ra, một lần hành động trở thành đương thời cường giả dưới mắt chư thiên sở hữu thần chủ trầm trường thanh đoán chừng bọn hắn đều nhập qua phong thần đài mà lại không chỉ là một lần đơn giản như vậy cứ việc có thể hay không chứng đạo thần quân cùng phong thần đài không có cái gì tất nhiên liên hệ nhưng cũng mặc bên cho thấy phong thần đài tầm quan trọng phổ tông nói phong thần đài tin tức mặc dù không thể xác định thật giả nhưng đến tiếp sau phong thần đài mở ra nếu như ta thiên tông đệ tử cũng có thể nhập phong thần đài lời nói trong đó chỗ tốt tất nhiên không nhỏ, chỉ là Nói đến phần sau, hắn liền không lại hướng xuống ngôn ngữ. Thiên Tông vừa lập, có thể vào thần cảnh đệ tử đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là có thể vào Phong Thần đại đệ tử. Muốn tranh đoạt Phong Thần đại thứ tự, đó là không thể nào sự tình. Duy nhất có hy vọng chính là mấy cái Thiên Tông trưởng lão, có thể vào thần cảnh viên mãn người có thể nhập Phong Thần Đài tranh đoạt một lần thần cảnh bản danh sách nhưng là hy vọng cũng là rất xa vời dù sao chư thiên bên trong thần cảnh viên mãn số lượng không ít trong đó không thiếu một chút thiên kiêu cấp bậc cường giả có thể ở thần cảnh bên trong nghịch chiến thần vương tồn tại muốn tại phong thần đài bên trong đoạt được thứ tự không có thiên kiêu phương diện chiến lực nghĩ cũng đừng nghĩ đáng tiếc nhìn chung thiên tông trừ trước mặt vị tông chủ này bên ngoài giống như cũng không có bất luận một vị nào thiên kiêu tồn thế. Phong thần đại nói ít còn có chừng 20 năm, tạm thời không cần quá mức gấp gáp. Chậm rãi chờ lấy là được rồi, bản tọa cho ngươi đi xử lý thần thành sự tình, bây giờ làm như thế nào? Trầm Trường Thanh thay đổi đề tài. Thời gian mấy chục năm có thể thay đổi rất nhiều đồ vật, hắn cũng không nóng lòng nhất thời. Việc này ta đang muốn hướng tông chủ bẩm báo. Nâng lên thần thành phổ tông tinh thần phấn chấn một lần, mặt dạ bên trên có tiếu dung hiển hiện. Vài ngày trước tông chủ chém giết sáu tôn thần vương, lại thêm đang thánh điện chủ tấn thăng quy tắc thần vương, thiên tông thanh danh lưu truyền rộng rãi, đã có không ít thương hội nguyện ý vào ở thần thành. Chỉ là những này thương hội phần lớn là thanh danh không lớn, cùng Vân Yên các loại kia đỉnh tim thương hội không có cái gì có thế so tính. Vân Yên các sau lưng mặc dù là thị tộc, coi như thương hội quy mô tới nói, vân yên các đã coi như là tuyên cổ đại lục đỉnh tiêm tần thứ nhưng là vân yên các sau lưng vân hải thị tộc cùng thiên tông cừu hận không nhỏ dù sao vân hải thị tộc thế nhưng là đều biết tôn thần vương vẫn lạc tại vị này thiên tông tông chủ trên tay vân hải thị tộc bây giờ hận không thể đem thiên tông lột da tróc xương như thế nào sẽ nguyện ý cùng thiên tông hợp tác đương nhiên vân hải thị tộc không muốn cùng thiên tông hợp tác thiên tông cũng giống như vậy không muốn phản ứng vân hải thị tộc. Có thể có cái khác thương hội là đủ rồi, vân yên các tính không được cái gì, liền xem như không có vân yên các bực này thương hội vào ở, lấy cái khác thương hội liên hợp thực lực, lại thêm thiên tông thanh danh, tin tưởng thần thành đều có thể phát triển. Lớn nhất khác biệt, chính là thời gian sớm tối mà thôi. Trầm trường thanh khoát tay áo, toàn vẹn không có vội vàng. Cơm muốn từng ngụm ăn, sự tình muốn từng bước từng bước làm chỉ cần thiên tông không ngã, thần thành cuối cùng sẽ có một ngày là có thể phát triển. Đạo lý giống nhau. Nếu là thiên tông ngã, như vậy thần thành cũng không có bất cứ tác dụng gì rồi. Từ ngày này trở đi, trong ba năm sở hữu vào ở thần thành thương hội, đều đỡ đi tương lai ngàn năm tiền thuê, mặt khác thần thành vậy đem chính thức đối ngoại cởi mở, tận khả năng cùng tuyên cổ đại lục các thành liên hệ truyền tống trận. Trầm trường thanh gận sóng nói thần thành trước mắt chỉ cùng một chút thành trì trao đổi truyền tống trận mà thôi, vẹn vẹn là một điểm còn chưa đủ, muốn lớn mạnh, nhất định phải tận khả năng cùng càng nhiều thành trì dính liền. Chỉ có cái này dạng, thần thành mới có thể làm lớn. Tốt. Phổ tông gật đầu đáp lại. Như không có những chuyện khác, như vậy thì này tản đi đi. Trầm trường thanh nhìn xem mọi người tại đây, mỗi người đều là trầm mặt, một lát sau, hắn liền thân hình liền biến mất ở trong đại điện. Trong hư không? Có hai người lăng không đối lập. Trầm trường thanh nhìn xem người trước mặt, bất động thanh sắc hỏi, thần chủ đến, bản tọa không có từ xa tiếp đón, chỉ là không biết thanh tướng thần chủ đến ta thiên tông, nhưng có sự tình gì. Người tới thình linh chính là chu phượng thần tộc thanh tướng thần chủ. Chỉ là trước mắt thanh tướng thần chủ, cũng không phải là chân thân, vẹn vẹn thần lực tạo thành giả thân mà thôi đối với thần chủ tầng thứ cường giả tới nói liền xem như thần lực tạo thành giả thân người bình thường đều là nhìn không ra mánh khóe chỉ có đến trầm trường thanh loại trình độ này tài năng nhìn ra trong đó hư thực mặc dù như thế nếu là cùng thanh tướng thần chủ đồng thủ hắn cũng giống vậy không có nắm chắc có thể thắng thanh tướng thần chủ không phải tầm thường thần chủ có thể so sánh đối phương thực lực cực mạnh thần lực tạo thành giả thân mặc dù không bằng chân thân cường đại. Nhưng liền xem như lại yếu, cũng là chẳng yếu đi đâu. Ngô lần này đến đây, chính là phụng bệ hạ dụ lệnh mà tới. Phượng Hoàng. Trầm Trường Thanh hơi biến sắc mặt. Phượng Hoàng thế nhưng là chư thiên bên trong đỉnh cao nhất cường giả, lần trước Hắc Ma thần tộc đột kích, Chu Phượng thần tộc không có thần chủ xuất thủ, đằng sau hắn thám thính tin tức mới biết được, Chu Phượng thần tộc bị Hắc Ma thần tộc cường giả ngăn cản mà thôi. Ngăn lại Hắc Ma thần tộc cường giả chính là tứ phương chủ thần bên trong một vị. Chu Phượng thần tộc Phượng Hoàng cùng đánh một trận, song phương kết quả như thế nào không có người nào tin tường. Nhưng có thế cùng hát ma thần tộc tứ phương thần chủ vật tay, Phượng Hoàng thực lực có thể thấy được chút ít. Chư Thiên Hư không một trận chiến, hát ma thần tộc tứ phương chủ thần thực lực, có thể nói là chấn kinh vạn tộc. Bất kỳ bên nào chủ thần sách ra tới, đều có thể đưa thân Chư Thiên đỉnh cao nhất cấp độ. Đặc biệt là thánh thần tộc thánh hoàng lạc bại vu thánh tay phải bên trong, càng làm cho tứ phương chủ thần thanh danh cất cao đến một cái đáng sợ cấp độ. Bởi vậy có thể thấy được. Có thế cùng tứ phương chủ thần bất phân thắng phụ phượng hoàng, thực lực đến trình độ nào? Có thể để cho như thế cường giả tự mình điều động thanh tướng thần chủ giả trước người đến đưa tin, trầm trường thanh bản năng cảm giác được sự tình không đơn giản. Thế nhưng là phượng hoàng có cái gì bàn giao? Người đối với nhân tộc nhưng có hiểu rõ. Thanh tướng thần chủ không có trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Nhân tộc. Trầm trường thanh tâm thần chấn động. Hắn không nghĩ tới đối phương này đến, là cùng nhân tộc có quan hệ. Nháy mắt. Trầm trường thanh não hải chính là điên cuồng chuyển động, tự hỏi nhân tộc rốt cuộc là chỗ nào đưa tới chu phượng thần tộc chú ý. Rất nhanh. Hắn liền nghĩ đến quy tắc sông dài chẳng lẽ là bởi vì ta nhập quy tắc sông dài nguyên nhân? Trầm trường thanh tâm thần ngưng nhiên. Hắn nhập quy tắc sông dài thời điểm, từng có cường giả bí ẩn xuất thủ đánh lén, rất có thể chính là lúc kia bại lộ nhân tộc thân phận. Trừ cái này bên ngoài, đã là không có cái thứ hai khả năng. Bất quá cũng có tin tức tốt, đó chính là nhân tộc vấn đề mặc dù dẫn tới chu phượng thần tộc chú ý, nhưng tốt xấu không có đem bản thân cho bạo lộ ra đi. Nếu là mình bại lộ lời nói, bây giờ tới cũng không phải là thanh tướng thần chủ giả thân, rất có thể chư thiên vạn tộc thần chủ cùng nhau giáng lâm. Điểm này, trầm trường thanh không chút nghi ngờ. Hắn nhưng là nhớ rõ, ban đầu ở hỗn loạn cấm khu thời điểm một màn. Bởi vậy có thể thấy được, chư thiên thần tộc đối với nhân tộc vấn đề, rốt cuộc là có bao nhiêu coi trọng. Trong điện quan hỏa thạch, trầm trường thanh nghĩ thông suốt trong đó khớp nối, hắn bên ngoài bất động thanh sắc, lắc đầu nói, ta đối với nhân tộc không hiểu nhiều, chẳng lẽ thần chủ lần này đến đây là cùng nhân tộc có quan hệ? Chương 1108, Huyết Mạch La Bàn, Thường Cổ Hình Ảnh Nhân tộc Trấn Thủ Sứ, trước đó không lâu thần cung truyền đến tin tức, từng có nhân tộc xâm nhập chư thiên quy tắc sông dài bên trong, cần biết quy tắc sông dài không phải thần chủ cấp độ không thể nhập, Kể từ đó đã nói lên nhân tộc đã có sánh vai thần chủ cường giả xuất hiện. Cho nên thần cung hạ lệnh, chúng ta Chư Thiên vạn tộc cần toàn lực tìm kiếm nhân tộc, tuyệt không thể để bọn hắn tiếp tục ẩn giấu xuống dưới. Thanh tướng thần chủ trầm giọng nói, quả nhiên. Đang nghe đối phương về sau, Trầm Trường Thanh thầm hô một tiếng. Bản thân nhập quy tắc sông dài, quả nhiên là dẫn tới Chư Thiên thần tộc chú ý, chỉ là để hắn không hoàn toàn ngờ tới chính là lần này không chỉ là liên lụy đến bây giờ chư thiên thần tộc liền xem như thần tộc sau lưng thần cung cũng là liên lụy đến rồi rất rõ ràng lúc trước xuất thủ tập kích bản thân cường giả rất có thể chính là thần cung bên trong tồn tại tốt thiên tông tất nhiên toàn lực tương trợ tìm kiếm nhân tộc hành tung trầm trường thanh trong lòng thầm nghĩ đồng thời bên ngoài cũng là nhẹ gật đầu thanh tướng thần chủ nói dĩ nhiên ngươi cũng không cần quá lo lắng trong nhân tộc có thần chủ cường giả chỉ là chúng ta một cái suy tính mà thôi, trên thực tế, kia nhân tộc rất có thể không đến thần chủ phương diện, chỉ là có được một ít chí bảo, mới có thể vào quy tắc sông dài. Chỉ cần ngươi có thể tìm được nhân tộc hành tung, chu phượng thần tộc tất nhiên có chỗ ban thưởng, nếu như có thể đem kia nhân tộc cầm nã lời nói, liền xem như cho ngươi chứng đạo thần chủ cơ duyên, cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng, thanh tướng thần chủ lại là trấn an một câu hắn lo lắng trầm trường thanh e ngại tại thần chủ uy thế từ đó bó tay bó chân cứ việc đối phương thực lực rất mạnh nhưng cùng chân chính thần chủ so sánh vẫn là có nhất định chênh lệch điểm này thanh tướng thần chủ là rất rõ ràng đối phương có thế cùng thần chủ đối kháng là mượn chí bảo duyên cớ như không có chí bảo tương trợ lời nói luận đến thực lực cùng thần chủ so sánh vẫn là kém không ít đao đạo cường giả Việc này ta hiểu." Trầm Trường Thanh gật đầu. "Chỉ là không biết thần chủ bây giờ nhưng có đầu mối gì, chúng ta lại có thể có cái gì tìm kiếm phương hướng." Nhân tộc Hành Tung ẩn nấp, có thể trốn ở Chư Thiên Bên trong như thế lâu dài cũng không có bị phát giác, có thể thấy được hắn ẩn núp sâu bao nhiêu. Liền xem như Chu Phượng thần tộc cũng không có nắm giữ đến đầu mối gì. Thiên Tông bây giờ có thể làm, chính là trọn khả năng tìm kiếm Tuyên Cổ Đại Lục cùng với Chư Thiên hư không nhìn xem có thể hay không phát hiện nhân tộc hành tung đang khi nói chuyện thanh tướng thần chủ vung tay lên thì có một cái trữ vật giới chỉ xuất hiện ở trầm trường thanh trước mặt đây là trầm trường thanh tiếp nhận trữ vật giới chỉ thần niệm trực tiếp thăm dò vào trong đó tiếp theo hơi thở thì có một mặt la bàn xuất hiện ở trong tay của hắn đây là nhìn xem trong tay la bàn trầm trường thanh lông mày cau lại hắn bản năng sinh ra một loại cảm giác không thoải mái, thật giống như la bàn bên trong là có cái gì không tốt đồ vật tồn tại đồng dạng. Chỉ là trầm trường thanh cưỡng ép khắc chế loại cảm giác này, mới không có biểu lộ ra cái gì. Thanh tướng thần chủ nói, vật này tên là huyết mạch la bàn, chính là tộc ta ngày xưa chém giết nhân tộc, lấy nhân tộc huyết mạch luyện chế mà thành, bất kỳ cái gì một phương huyết mạch la bàn, đều cần trăm vạn nhân tộc máu tươi tài năng luyện thành nhưng phàm là nắm giữ huyết mạch la bàn người, đều có thể ở một mức độ nào đó cảm thấy được nhân tộc tồn tại. Vật này mặc dù không phải là cái gì chí bảo, nhưng cũng là cực kỳ khó được đáng quý, dù sao nhân tộc dưới mắt tại chư thiên hành tung tuyệt tích, muốn tìm kiếm đến một cái nhân tộc đã là không dễ, nếu như muốn lần nữa luyện chế huyết mạch la bàn, đã không có gì có thể có thể. Trăm vạn nhân tộc máu tươi luyện chế huyết mạch la bàn. Trầm Trường Thanh nắm chặt huyết mạch la bàn tay đều là nhỏ bé không thể nhận ra cuốn rồi một điểm, trong lòng rét lạnh không thôi. Có kiện sự tình, ta không rõ ràng lắm, không biết thần chủ khả năng giải hoặc. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng sát ý. Mở miệng hỏi. Thanh tướng nói, ngươi muốn hiểu rõ cái gì? Vì sao chư thiên thần tộc đối với nhân tộc sẽ như thế coi trọng? Trầm trường thanh hỏi nghi ngờ của mình. Nhân tộc sự tình kỳ thật không tính là bí ẩn gì, người đã muốn hiểu rõ, ngô cáo tri ngươi cũng không phải vấn đề. Thanh tướng thần chủ gần sống nhìn hắn một cái, tiếp theo nói. Thời kỳ thượng cổ từng có vạn tộc cường giả suy tính, nhân tộc sẽ cho chư thiên mang đến đại kiếp, từ đó làm cho chư thiên băng diệt vạn tộc không còn, cho nên từ cái này thời điểm, chư thiên thần tộc chính là liên hợp một đợt vây giết nhân tộc. Thượng cổ nhân tộc hoàng định thực lực cực mạnh, chúng ta thần tộc vì vây giết nhân tộc, trả ra đại giới khó có thể tưởng tượng. May mà chính là, trận chiến kia sau nhân tộc lạc bại, chúng ta chưa thiên thần tộc lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà, nhân tộc căng cơ thâm hậu, cơ hồ là trải rộng chư thiên, giống như côn trùng trăm chân chết còn dãy dùa, liền xem như chư thiên thần tộc liên hợp giảo sát, đều không thể đem bọn hắn triệt để diệt tuyệt. Nâng lên nhân tộc, thanh tướng thần chủ trên mặt sát ý không che giấu chút nào. Hắn vốn cho rằng nhân tộc đã sớm diệt tuyệt, chưa từng nghĩ bây giờ nhân tộc lại lần nữa xuất hiện thời gian mấy ngàn vạn năm đều không thể đem nhân tộc triệt để giết tuyệt cái chủng tộc này chỉ có thể dùng đáng sợ hai chữ để hình dung nếu như là đổi lại những chủng tộc khác bị chư thiên thần tộc vây giết vậy đã sớm chết sạch sẽ ngăn nắp đại kiếp trầm trường thanh hơi biến sắc mặt nhân tộc tại sao lại cùng đại kiếp dính líu quan hệ việc này ngô cũng không phải rất rõ ràng người bây giờ cũng không có hiểu rõ quá nhiều tất yếu an tâm làm tốt chính mình sự tình chính là chỉ cần có thể tìm tới nhân tộc hành tung chỗ tốt thiếu không được ngươi thanh tướng thần chủ liếc mắt nhìn hắn không tiếp tục tiếp tục nói nhiều ý nghĩ thoại âm rơi xuống thân hình của hắn đã là đột ngột tiêu tán không gặp trong hư không chỉ còn lại trầm trường thanh một người nhìn xem trong tay huyết mạch la bàn hắn phất tay đem thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong sau đó xé rách hư không lặng yên ở giữa trở lại thiên tông bên trong trong thiên điện. Trầm trường thanh đem trong trữ vật giới chỉ sở hữu huyết mạch la bàn, toàn bộ đều lấy ra. Chỉ thấy ở trước mặt của hắn, khoảng chừng 3-40 mặt huyết mạch la bàn. 35 mặt huyết mạch la bàn. Trầm trường thanh thần niệm quét qua, liền đem huyết mạch la bàn số lượng kiểm kê hoàn tất. Bàn tay rơi vào huyết mạch la bàn phía trên thời điểm, trong cõi u minh có vô hình mùa động hiện lên, từng bức họa đều là hiện ra ở trước mắt của hắn vỡ vụn thiên địa. Nhân tộc không cam lòng gầm thét. Bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ đại địa. Các loại thường cổ cảnh tượng đều là từ huyết mạch la bàn bên trong hiển hiện. Chúng ta nhân tộc, thà chết không phục. Đại địa bên trên, có nhân tộc cường giả ngửa mặt lên trời gào thét. Trong vòng trời chư thiên vạn tộc cường giả đều là thần sắc hờ hững, quan sát phía dưới hết thảy. Tiếp theo hơi thở. Hình tượng vỡ vụn trầm trường thanh bàn tay từ cái này mặt huyết mạch la bàn bên trong dịch chuyển khỏi. Sau đó rơi vào mặt thứ hai la bàn phía trên. Cùng phía trước huyết mạch la bàn một dạng, có tương ứng hình tượng nổi lên. Nhưng bất đồng là, lần này hình tượng chính là chuyển dời đến chư thiên hư không trung. Chỉ thấy nhân tộc cùng chư thiên vạn tộc ngay tại chém giết, từng đám nhân tộc cường giả vẫn lạc, lại có từng đám nhân tộc cường giả bổ vào sau lưng bọn hắn rõ ràng là một phương thiên địa. Đáng tiếc là, chư thiên vạn tộc bên trong cường giả quá nhiều, liền xem như nhân tộc hung hãn không sợ chết, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Tại sao cùng trong hình, chỉ thấy sở hữu nhân tộc cường giả đều bại vong? Vạn tộc binh phong trực chỉ nhân tộc sau lưng thiên địa. Từng mặt huyết mạch la bàn trong có hình tượng hiển hiện, trầm trường thanh đều là sắc mặt bình tĩnh nhìn, đợi đến cuối cùng một cái hình tượng phá diệt thời điểm, hắn mới tính thu hồi thủ trưởng. Chiêu thiên thần tộc. Hắn thấp giọng thì thầm. 35 mặt huyết mạch la bàn, vì đó mấy ngàn vạn nhân tộc máu tươi đúc thành mà thành. Mỗi một mặt huyết mạch la bàn phía trên, đều là khắc ấn có nhân tộc bất diệt lạc ấn, đây là chủng tộc cừu hận, liền xem như thời gian qua đi mấy ngàn vạn năm, đều không thể đem hoàn toàn ma diệt. Dĩ vãng thời điểm. Trầm trường thanh mặc dù nghe nói qua thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình chiến tranh, cũng đã được nghe nói chư thiên thần tộc vây giết nhân tộc sự tình. Nhưng mà, những này tin đồn sự tình, vô luận như thế nào cũng không sánh bằng được bây giờ tận mắt nhìn thấy. Vạn tộc vây giết. Bốn bề thọ địch. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có vẫn lạc nhân tộc cường giả vẫn lạc, đều có nhân tộc chỗ thiên địa bị phá diệt. Mà cái này, vẹn vẹn 35 mặt huyết mạch la bàn bên trong khắc dấu nhân tộc ký ức mà thôi. Trên thực tế, Chu phượng thần tộc trong tay huyết mạch la bàn, tuyệt đối không chỉ là có 35 mặt ít như vậy. Lại phóng nhãn chư thiên thần tộc lời nói, trong đó có huyết mạch la bàn số lượng, nhất định là cái cực kỳ đáng sợ số lượng. Một mặt huyết mạch la bàn cần trăm vạn nhân tộc máu tươi luyện thành, như vậy chư thiên thần tộc trong tay đến cùng dính bao nhiêu nhân tộc máu tươi, chính là có thể tưởng tượng được. Chủng tộc chi tranh, không có bất kỳ cái gì lui lại chỗ trống thượng cổ nhân tộc hoàng định lạc bại, chư thiên nhân tộc lâm vào tuyệt cảnh, bây giờ còn lại nhân tộc đều chỉ có thể kéo dài hơi tàn việc, bây giờ ta tuyệt không thể chủ quan nửa phần, cũng không đủ thực lực trước kia. Không được bại lộ bản thân mảy may. Trầm trường thanh ánh mắt băng lãnh. Hắn không sợ tử vong, nhưng lại không thể đem nhân tộc hy vọng đều xóa sạch rồi. Nhân tộc không có rơi. Bản thân bây giờ xem như nhân tộc hy vọng duy nhất, nếu như bởi vì chủ quan mà bại lộ tại chư thiên thần tộc tầm mắt bên trong chỉ làm cho nhân tộc mang đến ngập đầu tai họa thở sâu trầm trường thanh đem tất cả huyết mạch la bàn đều cho toàn bộ thu vào trong trữ vật giới chỉ chư thiên thần tộc cừu hận tạm thời ghi lại lại nói chờ đến ngày sau có cơ hội hắn tự nhiên sẽ để chư thiên thần tộc đều trả giá cái giá tương ứng chờ xem ngày khác các ngươi chư thiên thần tộc nhất định phải trả giá bằng máu. Trầm trường thanh cưỡng ép đè xuống trong lòng sát ý, từ đây sự có thể nhìn ra được, chư thiên thần tộc cùng nhân tộc tuyệt không có bất kỳ chỗ giảng hòa, cả hai chỉ có một phương thần phục một phương khác, hoặc là mặt khác triệt để diệt vong. Muốn cùng bình chung sống, đó là tuyệt đối không có khả năng. Chư thiên thần tộc vây giết, có thể lưu lại nhân tộc đoán chừng là không có bao nhiêu, tử vong cấm khu bên trong nhân tộc có lẽ chính là sau cùng một nhóm nhân tộc. Lúc đầu trầm trường thanh còn từng tưởng tượng. Chiêu thiên một nơi nào đó phải chăng có cái khác nhân tộc tồn tại, nhưng ở nhìn thấy huyết mạch la bàn về sau, hắn xem như triệt để đoạn mất ý nghĩ này. Tỷ sung ti tăng. Công chiêu thiên thần tộc hoàn toàn là muốn đem nhân tộc đuổi tận giết tuyệt, trong một lực lượng vây giết bên dưới, nhân tộc muốn sống sót xuống tới, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có tại tử vong cấm khu loại kia địa phương, mới có chân chính ngăn cách vạn tộc dò xét khả năng. Dù sao, Tử vong cấm khu bên trong tồn tại Tử vong Triều Tịch, kia là thần chủ đều sẽ vẫn lạc tuyệt đối hiểm địa. Đồng thời, Trầm Trường Thanh vậy kết luận một điểm, Nhân tộc Thiên Địa tất nhiên là có đại bí mật, bằng không mà nói, làm sao có thể tại Tử vong Triều Tịch bên trong an nhiên tồn tại đến nay. Chương 692 muốn tìm liền để chính bọn hắn tìm nhân tộc trấn thủ sứ thu hồi huyết mạch la bàn trầm trường thanh nội tâm sát ý đều là trở nên yên lặng đối phó chư thiên thần tộc kia là về sau sự tình rồi bây giờ bản thân muốn lấy tăng cường thực lực làm chủ vì sự tình phía sau làm chuẩn bị thần cung truyền đến tin tức xem ra tên kia tập kích ta cường giả đích thật là đến từ thần cung bên trong như thế nói đến thần cung cường giả mặc dù không thể tùy ý nhập chư thiên thế nhưng lại có thể tùy ý ra vào quy tắc sông dài. Cứ như vậy, ta đến tiếp sau lại vào quy tắc sông dài lời nói. Liền phải cẩn thận một hai rồi. Trầm trường thanh thầm nghĩ. Chư thiên hạng mức cao nhất là thần chủ, có thể thần cung hạng mức cao nhất lại không phải thần chủ đơn giản như vậy. Lấy trước mắt hắn thực lực, nếu như là đụng phải bình thường thần chủ lời nói, lẽ ra có bảo mệnh cơ hội, nhưng nếu là đụng phải thần chủ trở lên tồn tại, kia là tuyệt không có đối phó khả năng. Thần cung bên trong đến cùng có bao nhiêu thần quân, với ta mà nói đến nay đều là một điều bí ẩn, thậm chí thần cung bên trong là phủ định có được thần quân trở lên tồn tại, cũng là một cái không biết sự tình. Chư thiên thần tộc chân chính nội tình là ở thần cung bên trong, mà không phải tại chư thiên ở trong. Bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn đối phó thần cung lại là kém rất nhiều. Trầm trường thanh khẽ lắc đầu. Có được thần chủ trở lên cường giả, thần cung tùy ý ra tới một tôn thần chủ trở lên tồn tại đoán chừng đều có thể quét ngang chư thiên vạn tộc dù sao chư thiên bây giờ chí cường giả cũng chính là thần chủ đỉnh cao nhất mà thôi đương nhiên chưa chừng cái khác thần tộc có được một loại nào đó chuẩn bị ở sau có thể đối phó thần quân phương diện cường giả nhưng liền xem như cái này dạng lấy trước mắt chư thiên có thực lực muốn cùng thần cung chống lại cũng là không có khả năng chợt Trầm trường thanh thần niệm khẽ động, đợi đến hắn lại xuất hiện thời điểm, đã là đi tới tông chủ đại điện bên trong. Tông chủ triệu tập chúng ta đến đây, thế nhưng là có chuyện gì? Khâu Hưng nghe hỏi tới, sắc mặt nghi hoặc. Lần trước nghị sự đến bây giờ mới trôi qua bao lâu, đối phương liền lại triệu tập bọn hắn đến đây, trong này chỉ sợ là có vấn đề gì rồi. Những người khác nghe vậy, mặc dù không có nói ra miệng, nhưng cũng là sắc mặt hoang mang không thôi. Chủ vị, Trầm Trường Thanh gần sóng nói, vừa rồi Chu Phượng thần tộc truyền đến tin tức. Nhân tộc lại xuất hiện chư thiên, khi nhân tộc cường giả cụ thể hành tung tạm thời không được biết, cho nên thần tộc hy vọng chúng ta có thể tìm được kia nhân tộc hành tung. Nhân tộc Đang nghe hai chữ này thời điểm, có người hơi biến sắc mặt, có người thì là thần sắc không hiểu. Vạn đạo lão nhân vuốt trâu nói, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, lại có nhân tộc xuất thế, tộc này không hổ là ngày xưa chư thiên đệ nhất đại tộc, liền xem như đã suy sụp đến tận đây, như muốn chân chính hủy diệt đều là không có khả năng. Vạn pháp điện chủ đối với nhân tộc rất hiểu rõ. Khâu Hưng không khỏi hỏi. Các trưởng lão khác nghe vậy, cũng đều là đưa ánh mắt nhìn về phía vạn đạo lão nhân, chỉ có chém thánh thần sắc sơ sơ cổ quái. Tại chỗ không ít đạo binh hóa thân trưởng lão, đều là nhận trầm trường thanh làm chủ, nhưng chân chính tin tường trầm trường thanh nhân tộc thân phận, cũng chỉ có chính hắn cùng vạn đạo lão nhân. Cho nên bây giờ nghe vạn đạo lão nhân mở miệng nói chuyện, chém thánh tài sẽ cảm giác được một trận đột ngột. Lão Phu đối với nhân tộc chưa nói tới quen thuộc, chỉ là từng nghe nói nhân tộc tồn tại mà thôi, tại mấy cái thượng cổ kỷ nguyên trước kia, nhân tộc đã từng chính là uy áp tồn tại. Lấy bây giờ chư thiên thần tộc, không có bất kỳ cái gì một phương thần tộc thế lực có thế cùng nhân tộc so sánh. Chỉ tiếc sau này chư thiên thần tộc đàn thể mà công, khiến cho nhân tộc Hoàng Đình băng diệt, từ đó về sau, nhân tộc liền bắt đầu đi xuống dốc. Lại đến đằng sau, chư thiên thần tộc không ngừng vây giết khiến cho nhân tộc càng ngày càng ít, lại đến một cái thượng cổ kỷ nguyên trước kia, nhân tộc trên cơ bản liền đã không còn chư thiên hiển hiện hành tung. Vạn đạo lão nhân nói đến đây, nhỏ bé không thể nhận ra liếc trầm trường thanh liếc mắt. Chỉ thấy đối phương sắc mặt dững dưng. Toàn vẹn không có tức giận thần sắc. Nhân tộc cường đại, ta đã từng nghe nói một hai, chỉ là như thế chủng tộc đã xuống dốc, vì sao vừa có nhân tộc xuất thế, chư thiên thần tộc thì có động tác như thế, là thật là có chút không đơn giản. Phổ tông thần sắc ngưng nhiên. Sau đó hắn nhìn về phía trầm trường thanh, mở miệng hỏi, nhân tộc hành tung ẩn nấp, chư thiên thần tộc đều không thể tìm ra nhân tộc tung tích, chúng ta lại nên như thế nào tìm kiếm. Trầm trường thanh phất tay, liền đem huyết mạch la bàn lấy ra ngoài. Đây là huyết mạch la bàn, có thể cảm ứng được nhân tộc hành tung. Các ngươi chọn một bộ phận đệ tử, đem huyết mạch la bàn giao đến trong tay bọn họ, để bọn hắn tìm kiếm nhân tộc hành tung là đủ. Huyết mạch la bàn. Tất cả mọi người đang nhìn hướng huyết mạch la bàn thời điểm, đều là có thể cảm nhận được nơi đó tràn ngập mùi huyết tinh, phản phất là có oan hồn kêu trên đồng dạng. Rất hiển nhiên. Huyết mạch la bàn phía trên, không biết dính bao nhiêu máu tươi vạn đạo lão nhân cùng chém thánh tại nhìn thấy huyết mạch la bàn thời điểm, sắc mặt đều là khẽ biến, lại nhìn về phía trầm trường thanh ánh mắt đã trở nên khác biệt. Tông chủ Chém thánh nhìn không được nói một câu. Trầm trường thanh đưa tay, trực tiếp đánh gãy hắn, nhân tộc sự tình chính là thần tộc tự mình hạ lệnh, sau lưng liên lụy đến thần cung, ta thiên tông vừa lập nội tình còn thấp, còn không có cùng thần cung vật tay tư cách. Chỉ là nhân tộc hành tung ẩn nấp, chư thiên thần tộc đều không thể tìm kiếm đến nửa điểm tung tích, chúng ta chỉ cần hết sức là đủ. Câu nói này, rơi vào những người khác trong tay rất là bình thường, nhưng rơi vào vạn đạo lão nhân cùng chém thánh trong tay, lại là một cái ý khác. Chúng ta lĩnh mệnh. Phổ tông cùng khâu hưng mấy người không có nhiều nghĩ, lúc này gật đầu. Sau đó, trầm trường thanh liền đem huyết mạch la bàn toàn bộ giao đến mấy người trong tay dẫn huyết mạch la bàn rời đi trong đại điện rất nhanh liền chỉ còn lại rải rác mấy người tông chủ kia huyết mạch la bàn nhìn xem nơi đây không có người ngoài chém thánh cũng không lại che lấp cái gì lập tức hỏi trong lòng mình hoang mang trầm trường thanh thần sắc trở nên hờ hững chính như các ngươi nghĩ như thế huyết mạch la bàn chính là lấy nhân tộc máu tư luyện thành nhân tộc huyết mạch ta sẽ để bọn hắn trả nợ nhưng không phải hiện tại mà thôi Hắn hiểu được chém thánh tâm bên trong suy nghĩ. Nếu như mình bây giờ không phải là động thiên cảnh mà là siêu việt vạn pháp cảnh tồn tại, như vậy trực tiếp cùng chư thiên thần tộc xé rách da mặt là đủ. Thần quân không ra. Ở nơi này chư thiên bên trong, nếu như có thể có được siêu việt vạn pháp cảnh cảnh giới, Trầm Trường Thanh có lòng tin quét ngang hết thảy. Nhưng mà, tưởng tượng chung quy là tưởng tượng, hiện thực vậy thủy chung là hiện thực. Bằng Thiên Tông thực lực hôm nay vẫn chưa thể cùng Chư Thiên thần tộc xé rách da mặt, thậm chí không thể bại lộ tự thân tồn tại. Nếu như ta chờ thật sự tìm được nhân tộc Hành Tung lời nói. Vạn Đạo lão nhân lông mày nhíu chặt. Thật muốn tìm được nhân tộc Hành Tung, như vậy Thiên Tông là báo cáo thần tộc tốt, còn chưa phải báo cáo thần tộc tốt. Nếu như không hồi báo lời nói, tin tức một khi tiết lộ ra ngoài bị thần tộc phát giác, thiên tông trong khoảnh khắc liền phải hóa thành tro bụi. Trầm Trường Thanh nói, yên tâm đi, bọn hắn tìm không được người kia nhân tộc hành tung. Tông chủ vì sao chắc chắn như thế, chẳng lẽ? Vạn đạo lão nhân thần sắc khẽ biến, lại nhìn về phía ánh mắt của đối phương lúc, đã trở nên kinh nghi bất định. Chú ý tới ánh mắt của hắn, Trầm Trường Thanh gật đầu, ngươi đoán không tệ. Chiêu thiên thần tộc muốn tìm người chính là ta, phía trước ta nhập chư thiên quy tắc sông dài một hàng, bị thần cung cường giả phục kích, may mà kịp thời rút đi, mới không có xảy ra vấn đề gì. Nhưng này thần cung cường giả nhìn ra nhân tộc ta thân phận, cho nên mới mệnh lệnh chu phượng thần tộc tìm kiếm nhân tộc hạ lạc. Nếu như ta không có đoán sai, không chỉ là chu phượng thần tộc, chư thiên cái khác thần tộc đoán chừng cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nhân tộc tại chư thiên thần tộc tới nói, chính là không chết không thôi cừu hận. Quả nhiên, vạn đạo lão nhân thầm hô một tiếng cứ việc tại trầm trường thanh lúc nói chuyện hắn liền đã đoán được một chút đồ vật nhưng khi đối phương chính miệng thừa nhận lúc nội tâm còn chưa phải từ chấn kinh rồi một thanh chư thiên quy tắc sông dài không phải thần chủ không thể nhập tông chủ có thể vào chư thiên quy tắc sông dài chẳng lẽ đã chứng đạo thần chủ nhớ không lầm vị này chứng đạo thần vương còn không có bao lâu chư thiên mấy cái thượng cổ kỷ nguyên đến nay liền xem như lại có thiên phú thiên kiêu từ thần vương đến thần chủ vượt qua cũng không thể tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa hoàn thành trầm trường thanh nói ta cũng không có chứng đạo thần chủ chỉ là mượn nhờ cái khác chí bảo lực lượng nhập chư thiên quy tắc sông dài một hàng mà thôi dù sao việc này các ngươi không muốn đối ngoại tuyên dương nhân tộc sự tình không dung tiết lộ đến như chư thiên thần tộc muốn tìm nhân tộc hành tung liền để chính bọn hắn đi tìm nếu có thể tìm được coi như bọn hắn có bản lĩnh. Trầm Trường Thanh nói xong, trên mặt hiện ra cười lạnh. Nhân tộc tồn tại ở Tử Vong cấm khu, lại có hư không giới che chở, mặc cho Chư Thiên thần tộc như thế nào tìm kiếm, cũng không thể tìm tới nhân tộc hành tung. Mà chính hắn, càng là không có bại lộ khả năng. Chỉ sợ Chư Thiên thần tộc suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không nghĩ đến, chân chính xâm nhập quy tắc sông dài nhân tộc, kỳ thật liền sinh tồn ở mí mắt của bọn hắn dưới đấy nghe vậy vạn đạo lão nhân cùng chém thánh liếc nhau một cái đều là lẫn nhau nhẹ gật đầu tông chủ yên tâm chúng ta đương nhiên sẽ không tiết lộ nửa phần đi thôi sau một ngày ngay tại trong thiên điện tu luyện trầm trường thanh trực tiếp từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh táo lại nhìn xem trong động thiên hồi lâu không có động tỉnh tuyệt tâm ấn hắn hơi nhíu mày có việc trầm trường thanh thần niệm khẽ động rất nhanh. Thiên hổ hoàng thanh âm, liền từ tuyệt tâm ấn bên trong truyền ra, tôn thượng, hôm qua chu phượng thần tộc thanh tướng thần chủ đến, nói minh thần cung truyền lệnh, để cho ta bắt ly thị tộc toàn lực tìm kiếm nhân tộc hành tung. Không biết việc này, tôn thượng có từng biết được. Việc này ta đã biết được. Khi thuộc hạ bây giờ nên làm như thế nào? Thiên hổ hoàng trần chờ thanh âm truyền ra. Hắn biết rõ trầm trường thanh thân phận, tính mạng của mình bây giờ đều nắm giữ ở trong tay đối phương thật muốn tìm kiếm nhân tộc hành tung lời nói vạn nhất chọc giận đối phương hậu quả khó mà lường được nguyên nhân chính là như thế thiên hổ hoàng khi lấy được tin tức về sau ngay lập tức liền đưa tin trầm trường thanh muốn nghe theo đối phương định đoạt chu phượng thần tộc có lệnh bắt ly thị tộc toàn lực phối hợp là được rồi nhân tộc sự tình ngươi không cần lo lắng hết thảy bình thường là được thuộc hạ minh bạch rồi thiên hổ hoàng thanh âm như vậy trở nên yên lặng nhìn xem không có động tĩnh tuyệt tâm ấn trầm trường thanh khẽ lắc đầu không tiếp tục đi để ý tới cái gì mà là tiếp tục tâm thần chìm vào minh hà giới bên trong lĩnh hội quy tắc sông dài lực lượng thần cung cường giả tập kích cùng với chư thiên thần tộc động tác để hắn bản năng sinh ra một loại cảm giác cấp bách loại này cảm giác cấp bách để trầm trường thanh muốn nhanh chóng tăng thực lực lên chỉ là dưới mắt không có cái gì thần vương đưa tới cửa, bản thân chỉ có thể là lợi dụng minh hạ giới quy tắc sông dài tu luyện. Chương 693, Hắc Ma Tông Dị Động Nhân tộc trấn thủ sứ Bắc Ly Thị Tộc Thiên hổ hoàng nội thì bản thân, tại phát giác được tuyệt tâm ấn không có động tĩnh về sau, tâm thần lúc này mới lui ra ngoài xem ra bản hoàng vẫn là khinh thường nhân tộc. Nghĩ đến trầm trường thanh dững dưng, hắn không khỏi âm thầm cảm khái một câu. Tại thanh tướng thần chủ đến thời điểm, thiên hổ hoàng trong lòng còn đánh cái giật mình, tưởng rằng bản thân cấu kết nhân tộc sự tình bại lộ. Kết quả Đối phương tới đây, chỉ là truyền đạt một cái mệnh lệnh mà thôi. Mệnh lệnh này, chính là tìm kiếm nhân tộc hành tung. Tại thanh tướng thần chủ rời đi về sau, Thiên Hổ Hoàng ngay lập tức chính là đưa tin trầm trường thanh, đem cái này sự tình cáo tri đối phương. Không có cách nào. Hắn hiện tại cùng trầm trường thanh thì tương đương với buộc tại cùng một căn trên sợi dây châu chấu, đã là không có cái gì quay đầu khả năng. Cấu kết nhân tộc chính là đại tội. Liền xem như không có tuyệt tâm ấn hạn chế, cũng chỉ có thể là một con đường đi đến đen. Có thể dẫn tới thần cung chú ý, trong nhân tộc cường giả tất nhiên không ít, nói không chừng nhân tộc tại thần cung bên trong đều có cường giả ẩn giấu. Thiên hổ hoàng thầm nghĩ. Nếu như không phải như vậy lời nói, làm sao có thể dẫn tới thần cung chú ý, so sánh chư thiên thần tộc, thần cung có thể nói là cao cao tại thượng, mặc dù không vào chư thiên, lại áp đảo chư thiên quan sát thế gian hết thảy. Tại Bắc Ly thị tộc ghi chép bên trong, thần cung từ trước đến nay đều là thần bí đến cực điểm, hiếm khi sẽ nhúng tay chư thiên sự tình mỗi một lần thần cung có động tác cũng sẽ ở chư thiên bên trong nhất lên sóng to gió lớn lần này thần cung có cường giả đưa tin muốn tìm đến nhân tộc hành tung như vậy tất nhiên là nhân tộc náo ra động tĩnh gì mới có thể dẫn tới thần cung hạ lệnh đã tôn thượng không lo lắng thần cung vấn đề kia bản hoàng cũng liền không có gì tốt cố kỵ thiên hổ hoàng thầm nghĩ tại không có đạt được trầm trường thanh cho phép trước kia hắn không dám có động tác gì dù sao vạn nhất thật muốn tìm tới nhân tộc hành tung lời nói, Bắc Ly thị tộc vị trí cũng rất lúng túng. Nhưng Trầm Trường Thanh đã mở miệng, kia Thiên Hổ hoàng cũng không có cái gì đáng giá cố kỵ. Mặc dù mình hiện tại đã âm thầm đầu nhập nhân tộc, có thể Bắc Ly thị tộc bên ngoài vẫn là nghe lệnh của Chu Phượng thần tộc. Đừng nhìn Bắc Ly thị tộc nội tình không ít, coi là uy tín lâu năm thị tộc. Có thể tại Chu Phượng thần tộc bực này đỉnh tim thế lực trước mặt, vậy cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Thật muốn bởi vậy chọc giận chu phượng thần tộc lời nói, cái gọi là uy tín lâu năm thị tộc, trong khoảnh khắc liền phải hóa thành tro bụi. Rất nhanh. Thời gian chính là quá khứ mấy tháng. Chư thiên thần tộc hạ lệnh, thế lực khắp nơi đều là đang tìm kiếm nhân tộc hành tung, nhưng cũng tiếc chính là, mấy tháng đến, chư thiên bên trong nửa điểm nhân tộc tin tức cũng không có, chớ nói chi là tìm tới nhân tộc hành tung. Nhân tộc hắc ma tông bên trong, thái sơn ánh mắt lấp lóe. Từ trước đến nay đến tuyên cổ đại lục về sau, hắn vẫn ở vào bế quan trạng thái. Chiêu thiên hư không cùng vạn tộc một trận chiến, thái sơn thu hoạch không nhỏ, vốn là đã đến nửa bước thần vương cảnh giới, lại lần nữa có chút buông lỏng, đã là tùy thời có thể chứng đạo thần vương. Nhưng mà, hắn nhưng không có trực tiếp đột phá. Lý do rất đơn giản hắc ma thần tộc mục tiêu lần này là phong thần đại, bất luận là thần cảnh bản danh sách, hoặc là thần vương cùng với thần chủ bản danh sách, hắc ma thần tộc cũng sẽ không buông tay. Cho nên, thần cảnh bên trong nhất định phải có tương ứng thiên kiêu tọa trấn. Tài năng cam đoan hắc ma thần tộc nhập chủ thần cảnh phong thần bản. Nhìn chung hắc ma thần tộc sở hữu thần cảnh bên trong, thái sơn thực lực đều là đứng hàng đầu. Kể từ đó, hắn liền không thể tùy tiện chứng đạo thần vương. Lần này bế quan kết thúc, Thái Sơn có thể rõ ràng cảm nhận được mình thực lực so dĩ vãng tăng cường rất nhiều. Nếu như nói thời điểm trước kia, hắn chỉ có nắm chắc cùng Nhật Nguyệt Thần Vương tranh phong lời nói, như vậy lần này bế quan kết thúc về sau, Thái Sơn tự tin sẽ không thua Hoàng Vũ Thần Vương. Có thể lấy nửa bước thần vương cảnh, sánh vai Hoàng Vũ Thần Vương người. Đã là được xưng tụng cái thế thiên kiêu rồi. Có như thế tiếng cảnh, bản thân là đáng giá mừng rỡ sự tình nhưng vừa ra quan thái sơn đang nghe chư thiên thần tộc cùng với nhân tộc tin tức về sau nội tâm vui sướng tiêu tán không còn cải thành vô cùng lo lắng chẳng lẽ là nhân tộc bại lộ đây là hắn ý nghĩ đầu tiên nhưng ngẫm lại nhưng lại không có cái kia khả năng nhân tộc tồn tại tử vong cấm khu không biết bao nhiêu năm trừ yêu tài nhất tộc vô ý phát hiện nhân tộc thiên địa bên ngoài còn lại người cũng không có bất kỳ bên nào thế lực, tin tưởng nhân tộc tồn tại ở nơi đó. Hơn nữa, nếu như là nhân tộc thiên địa bại lộ lời nói, như vậy chư thiên thần tộc tuyệt sẽ không tìm kiếm nhân tộc hành tung, mà là ngay lập tức giáng lâm tử vong cấm khu, đem nhân tộc cho diệt sạch sẽ. Kể từ đó, liền chỉ còn lại một cái khả năng. Chư thiên bên trong còn tồn tại những thứ khác nhân tộc cường giả, bằng không, rất khó giải thích chư thiên thần tộc vì sao lại truy tìm nhân tộc hành tung việc này phải hỏi một lần chìm trấn thủ mới được thái sơn nghĩ tới trầm trường thanh dưới mắt nhân tộc yếu đuối đối phương xem như bên ngoài nhân tộc đệ nhất cường giả lần này chư thiên thần tộc truy nã nhân tộc sự tình nói không chừng đối phương có thể hiểu rõ đến một chút đồ vật đến như chư thiên thần tộc truy nã đối tượng có khả năng hay không là trầm trường thanh điểm này thái sơn nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi rất đơn giản. Trầm trường thanh thực lực tuy mạnh, nhưng là chỉ là trước mắt nhân tộc bên ngoài đệ nhất cường giả mà thôi. Luận đến thực lực, đoán chừng vẫn chưa tới thần chủ phương diện. Nhưng hôm nay chư thiên thần tộc truy nã, càng là dính đến hư không hàng rào, sự tình liền không có đơn giản như vậy. Không có nhất định thực lực, làm sao có thể dẫn tới hư không hàng rào chú ý. Chính đáng Thái Sơn muốn đưa tin hỏi thăm thời điểm, đột nhiên, có thật lớn thanh âm truyền khắp hắc ma tông sở hữu hắc ma tông tu sĩ lập tức tiến về chủ tông quảng trường sở hữu hắc ma thần tộc sinh linh lập tức đến đây chủ tông đại điện thánh chủ thái sơn hơi biến sắc mặt chỉ bằng mường một thanh âm liền có thể nhường cho mình tâm thần run rẩy phản phất muốn bị triệt để thôn phệ một dạng nhìn chung hắc ma tông bây giờ tất cả cường giả cũng chỉ có thần chủ tầng thứ tồn tại mới có thể làm đến cái này tiếng nói Thái Sơn cũng là rất quen thuộc, thình lình chính là tứ phương chủ thần bên trong thánh chủ. Lúc này, hắn cũng chỉ đành đem đưa tin ý nghĩ đè xuống, rời đi bản thân bế quan thiên điện, hướng về chủ tông đại điện phương hướng mà đi. Ven đường bên trong, Thái Sơn gặp được không ít khuôn mặt xa lạ, đây đều là hắc ma tông lập xuống về sau, sở hữu gia nhập tông môn vạn tộc tu sĩ. Chuẩn xác tới nói, hẳn là vạn tộc tán tu mới đúng dù sao hắc ma thần tộc cùng chư thiên thần tộc là địch mặc dù hắc ma thần tộc thành công đột phá chư thiên thần tộc chặn đường tại tuyên cổ đại lục trung lập rơi xuống hắc ma tông có thể chư thiên thần tộc đối hắc ma thần tộc bất mãn đã là mọi người đều biết sự tình bất kỳ một thế lực nào muốn cùng hắc ma tông đáp lên quan hệ đều phải suy tính một chút chính mình có thể hay không chịu được chư thiên thần tộc lửa giận cho nên chân chính bái nhập hắc ma tông chỉ có chư thiên bên trong tán tu những tán tu này hoặc là bản thân chỗ chủng tộc đã bị diệt, hoặc là chính là bị tự thân chủng tộc chỗ khu trục, căn bản không có cái gì lớn cố kỵ. Đối với có thế bái nhập Hắc Ma Tông, tại trong mắt bọn họ xem ra chính là thiên đại vinh hạnh. Dù sao Hắc Ma Tông chính là có thế cùng chư thiên thần tộc vật Tây thế lực cường đại, có thể bái nhập như thế thế lực môn hạ. Tất nhiên có hy vọng trở thành cường giả. Chỉ là Hắc Ma Tông bên trong, bây giờ cũng có đủ loại khác biệt phân chia. Trong đó lệ thuộc vào hắc ma thần tộc sinh linh, đó là thuộc về hắc ma tông thượng đẳng nhất, bất kỳ cái gì tông môn đệ tử cũng không thể đối hắn bất kính. Bực này tình huống. Không chỉ là hắc ma tông như thế, cái khác chư thiên vạn tộc sáng lập tông môn, phần lớn đều là cái này dạng. Tại vạn tộc trong mắt, không phải trong tộc sinh linh tu sĩ, chỉ có thể coi là kẻ ngoại lai, chân chính đáng giá trọng dụng cũng không có bao nhiêu, mà lại một khi nhận trọng dụng, trên cơ bản đều sẽ để cho nhập huyết mạch ao đi một lần. Từ đó lột xác thành tộc này sinh linh. Nhưng ở không có đạt được nhập huyết mạch ao tư cách trước kia, sở hữu tông môn đệ tử đều phải thấp tộc này sinh linh một đầu. Liền như là Thái Sơn hiện tại như vậy, khi hắn hướng về chủ tông trước đại điện đi thời điểm, sở hữu hắc ma tông đệ tử tại nhìn thấy thời điểm, đều là không tự chủ được giống như dừng lại, không dám ngăn trở đường đi của đối phương. Đối với lần này, Thái Sơn cũng không có để ý tới cái gì. Với hắn mà nói, Hắc Ma Tông làm sao không là chuyện quan trọng, bản thân nhập Hắc Ma thần tộc mục đích chủ yếu. Chính là vì tăng cường thực lực mà không phải vì cái khác. Cho nên, bất kể là tại Hắc Ma Tông cũng tốt, vẫn là tại Hắc Ma thần tộc thiên địa cũng được, chỗ nào có thể tăng cường thực lực liền đi nơi đó. Nhưng so với Hắc Ma thần tộc trong thiên địa tìm tu, rời đi tử vong cấm khu, theo Thái Sơn không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp bản thân. Một mực khổ tu, khó có lớn trưởng thành. Điểm này, chỉ nhìn trầm trường thanh liền rõ ràng. Vì kia trước kia tại nhân tộc thời điểm, mặc dù thực lực tăng trưởng cũng mau, nhưng làm sao có thể cùng nhập chư thiên về sau so sánh. Theo Thái Sơn, trầm trường thanh thực lực tăng cường như thế nhanh chóng. Chỉ có một nguyên nhân, cũng là bởi vì nhập chư thiên trải qua chém giết, đạt được cơ duyên duyên cớ. Nếu không, đối phương liền xem như lại như thế nào thiên tư trác tuyệt, cũng không thể tại ngắn ngủi trong mấy chục năm trưởng thành đến trình độ như vậy. Động lý. Chiêu Thiên hư không một trận chiến, để Thái Sơn được ít lợi không nhỏ, hắn tự nhiên minh bạch chiêu thiên chỗ tốt lớn đến bao nhiêu. Hắc Ma tông chiếm cứ mấy trăm vạn dặm cương vực, cơ hồ đem một tòa mênh mông dãy núi đều cho hoàn toàn chiếm cứ xuống tới, các đệ tử phân bố tại dãy núi các nơi muốn tiến về chủ tông đại điện khoảng cách không ngắn. Nhưng khoảng cách này, đối với bây giờ Thái Sơn tới nói không tính là quá lâu. Hắn dùng không bao dài thời gian, cũng đã là đi tới tông môn đại điện trước mặt. Cất bước đi vào. Thái Sơn phát hiện trong điện đã là tụ tập hắc ma thần tộc tuyệt đại bộ phận cường giả. Thái Sơn huynh đến rồi. Có tiếng cười quen thuộc truyền đến. Thái Sơn nghiêng đầu nhìn lại, mỉm cười, không nghĩ tới thái hòa huynh lại là nhanh hơn ta không ít nói chuyện người rõ ràng là thái hòa thần vương thái sơn huynh tới không tính quá muộn tu sĩ khác cũng còn không có toàn bộ đến đủ liền xem như phía trên mấy vị bây giờ vậy còn chưa tới tới thái hòa thần vương có ý riêng thái sơn minh bạch đối phương nói cực kỳ rốt cuộc là ai nhìn xem trước mặt thái hòa thần vương hắn sắc mặt kinh ngạc thái hòa huynh khí tức so thường ngày càng thêm hùng hồn Xem ra khoảng thời gian này cũng là thu hoạch không nhỏ. Nơi nào nơi nào chỉ là có chút cho phép tâm đắc mà thôi, tính không được cái gì, đến ta đây chờ cấp độ, muốn chân chính rảo bước tiến lên một bước, không có thời gian dài dằng dặc rèn luyện, trên căn bản là không cần suy nghĩ nhiều rồi. Thái Hòa thần vương nói khiêm tốn, nhưng trên mặt Tiếu Dung cũng đã bán đứng hắn. Chiêu Thiên hư không một trận chiến. Hắn mặc dù bị Trầm Trường Thanh đè đánh, nhưng ở trong giao chiến cũng là thu hoạch không nhỏ. Tại đem sở hữu thu hoạch chuyển hóa thành thực lực về sau, Thái Hòa Thần Vương thực lực đã là tiến thêm một bước. Chương 694, Diệt tộc một trận chiến, Tứ Phương Vân Động Nhân tộc trấn thủ sứ tại hai người nói chuyện thời điểm, còn sót lại hắc ma thần tộc lục tục ngon ngoe đến, chủ tông đại điện không gian thật giống như có thế vô hạn mở rộng một dạng, mặc cho hắc ma thần tộc đến lại nhiều, đều không lộ vẻ chen chút. Chờ đến sở hữu hắc ma thần tộc đến đủ về sau, liền gặp có thể sợ khí tức gián lâm tới, một tôn màu vàng, vàng vĩ ngạn thân thể xuất hiện ở sở hữu hắc ma thần tộc tu sĩ trong mắt, mình mong uy thế càng quét tứ phương. Chúng ta bái kiến chủ thần. Sở hữu hắc ma thần tộc không người hạ bái. Thánh chủ thanh âm uy nghiêm vang lên, Hoàng Sơn Tông Diệt, Hắc Ma Tông Lập, tộc ta cùng Hoàng Sơn Thần Tộc đã là tử thù, hôm nay ngô triệu tập các ngươi đến đây, chỉ vì phát binh Hoàng Sơn Thần Tộc, đem triệt để diệt tuyệt. Diệt Hoàng Sơn Thần Tộc Đang nghe câu nói này thời điểm, tuyệt đại bộ phận Hắc Ma Thần Tộc trên mặt, đều là hiện ra kích động khó nhìn thần sắc. Cứ việc chuyện này bọn hắn trước kia thì có đoán trước, bây giờ chân chính nghe nói thánh chủ lời nói về sau, vẫn không khỏi tâm thần động đảng. Diệt thần tộc thái sơn ánh mắt chiến ý bốc lên hoàng sơn thần tộc mặc dù đã xuống dốc có thế hắn rốt cuộc là uy tín lâu năm thần tộc trong tộc có được nội tình không thể đo lường nếu như có thể đem hoàng sơn thần tộc diệt đi lời nói chính mình nói không chừng có thế từ đó kiếm một chén canh thần tộc nội tình liền xem như đạt được trong đó vạn nhất đều đầy đủ tự mình tu luyện sử dụng rồi trường ngoài ra hoàng sơn trong thần tộc cường giả đông đảo diệt tộc một trận chiến thế tất huyết chiến đến cùng. Hắc ma thần tộc không tu pháp thì chỉ tu nhục thân, càng đánh càng mạnh chính là hắc ma thần tộc bản chất. Chỉ có trải qua máu tươi chém giết, tài năng mau hơn tăng cường thực lực. Cho nên, bất luận là ai, đang nghe tin tức này về sau, cũng không có nửa điểm dị nghị. Chủ tông đại điện bên ngoài. Thánh chủ thanh âm truyền khắp hắc ma tông, tương tự truyền vào đến nơi này chút hắc ma tông đệ tử trong tay trong lúc nhất thời sở hữu bái nhập hát ma tông tu sĩ tâm thần chấn động có tu sĩ sắc mặt sợ hãi có tu sĩ thì là chiến ý ngập trời đổi lại lúc bình thường liền xem như không có rơi thần tộc đối với bọn hắn tới nói đều là cao cao tại thượng không cho phép kẻ khác khinh nhận tồn tại bây giờ hát ma thần tộc nhưng phải đối hoàng sơn thần tộc trực tiếp động thủ tham dự diệt tuyệt thần tộc một trận chiến tại rất nhiều bái nhập hát ma tông đệ tử xem ra kia cũng là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Lúc này, chỉ thấy chủ tông trong đại điện, có một cổ cổ đáng sợ khí tức xông phá cung điện trói buộc, trực tiếp chuyển vào trên vòng trời. Trong chốc lát, hắc ma tông trên không mấy trăm vạn dặm bầu trời ầm vang vỡ nát, không gian vỡ vụn sau lưng bóng tối vô tận bày biện ra đến, như là tận thế giống như cảnh tượng, khiến cho sở hữu nhìn thấy một màn này tu sĩ, đều là hoảng sợ không thôi. Hắc ma tông đây là muốn làm cái gì? hơi thở thật là đáng sợ. Sở hữu khí tức hội tụ bên dưới, liền xem như thần vương ở trước mặt, đều có loại như là con kiến hôi ảo giác. Ngay sau đó, liền gặp hắc ma tông trên không, có toàn thân màu đen thuyền lớn nổi lên, đáng sợ khí tức uy áp hết thảy. Ở vào chủ tông quảng trường đệ tử, tại nhìn thấy kia chiếc màu đen thuyền lớn thời điểm, phản phất gặp được một đầu đáng sợ hung thú một dạng, hoàn toàn không dám nhìn nhiều các đệ tử toàn bộ bên trên thiên ma thuyền thánh chủ thanh âm uy nghiêm truyền đến chợt liền gặp màu đen thuyền lớn đáng sợ khí tức bỗng nhiên thu liễm không còn như là vừa rồi như vậy đáng sợ nhưng coi như như thế màu đen thuyền lớn dừng lại trong hư không thời điểm vẫn là làm cho lòng người sinh kính sợ chỉ thấy từng cái hắc ma tông đệ tử ngự không đi tới thiên ma trên thuyền thiên ma trong thuyền sở hữu hắc ma thần tộc tu sĩ đều đã toàn bộ tụ tập ở đây, đợi đến cái khác hắc ma tông đệ tử toàn bộ đến thời điểm, liền gặp được thiên ma thuyền đánh nát tầng tầng hư không, nháy mắt biến mất ở tuyên cổ đại lục bên trong. Hư không khép lại. Hắc ám lui tán. Mặc dù vẫn có đáng sợ khí tức quanh quẩn không dứt, cũng đã không có trước kia như vậy đáng sợ. Ngay tại thiên ma thuyền rời đi hắc ma tông thời điểm. Tuyên cổ đại lục các phương cường giả đều là cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía Hắc Ma Tông vị trí. Thái Cổ Minh. Ám Nguyên nhìn xem Hắc Ma Tông phương hướng, sắc mặt vi diệu. Thời cơ cuối cùng đã tới. Hắn thấp giọng thì thầm một câu, sau đó thân hình liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, đợi đến lại xuất hiện lúc đã là tại thành chủ trong đại điện. Chúng ta gặp qua Minh chủ. Trong điện, Thái Cổ Minh sở hữu thần chủ tề tụ. Ám Nguyên nhìn xem tại chỗ thần chủ dững dưng nói, hắc ma tông cường giả ra hết, mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là vì hủy diệt hoàng sơn thần tộc. Bây giờ thần tộc ở giữa diệt tộc chiến tranh sắp mở ra, Thái Cổ Minh không dùng làm bàn quan. Nói đến đây, hắn dừng lại, nhìn về phía tuyết ngưng thần chủ. Tuyết ngưng thần chủ, ngươi lưu tại Thái Cổ Thành tọa trấn duy trì cục diện, không thể để cho thế lực khác loạn ngô Thái Cổ Thành. Tốt. Tuyết ngưng thần chủ gật đầu tám nguyên lại nhìn về phía cái khác thần chủ tuyết ngưng thần chủ lưu thủ thái cổ thành thái cổ minh còn lại sở hữu thần chủ cùng với thần vương toàn bộ theo ngô tiếng về hoàng sơn thần tộc một cái không có rơi hoàng sơn thần tộc thật đáng giá chúng ta như thế toàn lực ứng phó thất tinh thần chủ nhướng mày có chút không hiểu to lớn thái cổ minh chỉ để lại một cái tuyết ngưng thần chủ trấn thủ còn lại thần vương thần chủ ra hết không sai biệt lắm xem như dốc hết thái cổ minh toàn bộ lực lượng. Nếu như Hoàng Sơn thần tộc là một phương đỉnh tim thần tộc lời nói, hắn còn có thể lý giải một hai. Nhưng bây giờ Hoàng Sơn thần tộc, một cái thần chủ đều chưa từng tồn tại, làm sao có thể để thái cổ minh như vậy huy động nhân lực. Ám Nguyên lắc đầu, Hoàng Sơn thần tộc mặc dù không có rơi, không có thần chủ tồn thế, nhưng ở mấy cái thượng cổ kỷ nguyên trước kia, Hoàng Sơn thần tộc cường thịnh, trong tộc cường giả như mây. Những cường giả này mặc dù đã vẫn lạc, có thế hoàng sơn thần tộc nội tình vẫn hùng hậu. Lần này hắc ma thần tộc dẫn đầu phát động diệt tộc chiến tranh, chư thiên thần tộc nhất định sẽ không sống chết mặt bay, diệt đi hoàng sơn thần tộc chỉ là bắt đầu mà thôi, diệt đi hoàng sơn thần tộc về sau, mới thật sự là chiến tranh. Không có rơi hoàng sơn thần tộc, căn bản không đáng thái cổ minh huy động nhân lực, cũng không đáng được hắc ma thần tộc làm to chuyện lấy hắc ma thần tộc thực lực, chỉ cần điều động bất luận cái gì một tôn thần chủ, đều có thể đem hoàng sơn thần tộc diệt sạch sẽ. Nhưng mà, chư thiên thần tộc chân chính coi trọng, chính là hoàng sơn thần tộc nhiều năm qua tích lũy nội tình. Cổ lão thần tộc nội tình, liền xem như đỉnh tim thần tộc cũng không thể coi nhẹ. Tại hắc ma thần tộc không có động thủ trước kia, thế lực khắp nơi mặc dù trong mà thèm tại hoàng sơn thần tộc nội tình, nhưng là sẽ không dễ dàng động thủ, dù sao một khi đối hoàng sơn thần tộc xuất thủ, liền sẽ rút dây động rừng. Cũng không đủ thực lực, sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân. Hiện tại hắc ma thần tộc dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, cái khác các tộc thế tất sẽ cùng theo xuất động. Đối với hoàng sơn thần tộc trưởng khống tài nguyên, ám nguyên đồng dạng nóng mắt vô cùng. Hắn biết rõ. Hoàng Sơn thần tộc cho tới bây giờ đều không phải trở ngại, chân chính ngăn cản thái cổ minh chỉ có chư thiên thần tộc. Rất nhanh. Tại hắc ma tông cường giả ra hết về sau, lấy ám nguyên cầm đầu, sở hữu thái cổ minh cường giả đều là cùng nhau rời đi thái cổ minh, hướng về chư thiên hư không mà đi. Cùng một thời gian. Tuyên cổ đại lục các phương, sở hữu thế lực trên cơ bản đều kìm nén không được, ào ào điều động cường giả rời đi chư thiên. Chúc Tông Có giống như như núi cao Chúc Long nằm cuộn vào chỗ nào đó giữa hư không? toàn thân nồng nặc quy tắc lực lượng quanh quẩn, bạn nếu là có sông dài hạo đảng. Mà ở quy tắc sông dài bên trong, có thể thấy có một tôn càng thêm đáng sợ chút lông hư ảnh ngưng tụ mà thành, hắn hai mắt vừa mở khép lại, mở mắt ở giữa như là đại nhật ban ngày, nhắm mắt ở giữa như là vô tận đêm tối. Quang Minh cùng bóng tối lực lượng xen lẫn, bày biện ra quỷ dị tràn cảnh. Bỗng nhiên, nằm cùng chút lông chấn động một cái, đóng chặt đôi mắt bỗng nhiên mở ra, trong hư không sở hữu hắc ám đều bị chướng mắt ánh sáng xua tan ra, giống như cùng hai phe đại nhật treo cao bình thường. Một lát sau, đại nhật tiêu tán. Tự như dãy núi giống như chút lòng biến mất không thấy gì nữa, hóa thành chung sơn đông huyền thân ảnh. Hoàng sơn thần tộc chấm dứt. Hắn đứng ở trong hư không, hai con ngươi hiển hiện vô tận thần quan, nơi đó có vô số hình tượng hiện ra tới có màu đen thuyền lớn phá không? Có vô thượng cường giả đạp nát hư không rời đi. Một lát sau, hình tượng biến mất không thấy gì nữa. Trung Sơn Đông huyền thân ảnh, tương tự đi theo biến mất không thấy gì nữa. Chúc Tông bên trong. Sở hữu trưởng lão đều là tụ tập tại chủ Tông trong đại điện. Tông chủ. Tại nhìn thấy Trung Sơn Đông huyền xuất hiện. Bọn họ đều là cùng nhau đứng dậy hành lễ, trên mặt không có nửa điểm ngoài ý muốn, giống như đã sớm tin tưởng đối phương sẽ đến đồng dạng. Tông chủ, bây giờ tuyên cổ đại lục thế lực khắp nơi cường giả ra hết, ta chúc tông lại nên như thế nào? Đã là chứng đạo thiên địa thần vương Trung Sơn Trượng, mở miệng nói ra. Trung Sơn Đông Huyền chậm rãi mở miệng, thế lực khắp nơi cường giả, là bởi vì hắc ma thần tộc muốn đối Hoàng Sơn thần tộc khai chiến, lấy Hoàng Sơn thần tộc hiện nay thực lực, không có ngăn cản hắc ma thần tộc khả năng nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói. Trận chiến này hoàng sơn thần tộc nhất định bị diệt. Cổ lão thần tộc nội tình đến cỡ nào hùng hồn, ai cũng đánh giá không ra, thế lực khắp nơi muốn kiếm một chén canh cũng là bình thường. Chúng ta cần phải xuất thủ. Hoàng sơn trong thần tộc cơ duyên vô hạn, tộc ta nếu muốn ở đại tranh chi thế bên trong chỗ hết tài năng, nhất định phải tăng cường nội tình, bây giờ đã thế lực khắp nơi cường giả đều xuất thủ, Ngô Chúc Tông cũng không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Lưu lại một nửa thần vương tọa trấn Chúc Tông, còn lại người theo bản tọa tiến về Hoàng Sơn thần tộc. Trung Sơn Đông Huyền trầm giọng nói. Thần tộc cơ duyên, bất kể là Chúc Tông hoặc là Chúc Tông sau lưng Chung Sơn thị tộc, cũng không thể bỏ lỡ. Bây giờ Trung Sơn thị tộc nội tình mặc dù không yếu, thế nhưng chỉ có thể ở thị tộc bên trong xưng tôn mà thôi, không cùng thần tộc sánh ngang tư cách. Cuối cùng, cũng là bởi vì chung sơn thị tộc chỉ là thị tộc không thể có thần chủ tồn thế cho nên lần này hoàng sơn thần tộc nếu như bị diệt chung sơn thị tộc nói không chừng có thế từ bên trong đạt được chứng đạo thần chủ cơ duyên thật muốn có thể có thần chủ xuất thế lần này đại tranh chi thế chung sơn thị tộc liền xem như ổn định nghe vậy các trưởng lão khác đều là nhẹ gật đầu không có phản đối thần tộc một trận chiến thế tất thạch phá thiên kinh ta vừa vặn mượn chư thiên vạn tộc cường giả cuối cùng mài kiếm nhất hai, đợi đến phong thần đài lần nữa mở ra thời điểm, chính là ta chứng đạo thần vương thời cơ. Từ trước đến nay trầm mặt ít nói chung sơn hạ, lúc này bỗng nhiên mở miệng, bình đạm trong lời nói ẩn chứa có nồng nặc chiến ý, hắn bây giờ trên cảnh giới mặt vì nửa bước thần vương, tại chiến lực phía trên, đã là tương đương với quy tắc thần vương. Có thế theo chung sơn hạ, bây giờ bản thân còn chưa tới nơi chân chính cực hạn, Cực kiếm đạo cường đại cũng chưa từng chân chính khai phát ra tới, nếu như có thể mượn nhờ Chư Thiên vạn tộc cường giả đến mài kiếm lời nói, có hy vọng nhường cho mình thực lực tiến thêm một bước. Lần này, Hoàng Sơn thần tộc diệt tộc một trận chiến, chính là một cái cơ hội khó được. Chương 695, quên nguồn quên gốc. Nhân tộc trấn thủ sứ đến rồi. Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, tiếp theo hơi thở liền đã xuất hiện ở bên ngoài. Hắn nhìn về phía trước vỡ nát bầu trời, có vô số cổ cường đại chí cực khí tức, ngay tại hướng về Tuyên Cổ Đại Lục bên ngoài mà đi. Hắc Ma thần tộc xuất thủ, xem như triệt để kéo ra màn che rồi. Đại tranh chi thế tất có chủng tộc hưng khởi, cũng có chủng tộc diệt vong, ở nơi này trước kia, phần lớn hưng vong chủng tộc đều là thị tộc cùng với cường tộc, chưa từng có lan đến gần thần tộc bao nhiêu. Nhưng mà lần này hắc ma thần tộc xuất thủ hoàng sơn thần tộc nếu không có chuyện ngoại ý muốn hủy diệt là chuyện tất nhiên thần tộc vừa diệt chiêu thiên nhất định rung chuyển thẩm trường thanh phản phất đã nhìn thấy chiêu thiên đại loạn một khắc này đối với lần này hắn cũng là mừng rỡ cái này dạng chiêu thiên thần tộc càng loạn càng ít chỉ có bọn hắn đầy đủ loạn ta mới có thể có đục nước béo cò cơ hội hắc ma thần tộc cùng hoàng sơn thần tộc khai chiến chủng tộc khác không khỏi là muốn nhờ vào đó đạt được chỗ tốt trận chiến này lan đến gần không chỉ là hai phe thần tộc đơn giản như vậy nói không chừng sẽ như vậy lan đến gần chư thiên vạn tộc thẩm trường thanh trong mắt sát ý nghiêm nghị đây là cơ hội một cái nhường cho mình thu hoạch nguyên điểm cơ hội hoàng sơn thần tộc có được tại như thế nào nội tình thẩm trường thanh cũng không quan tâm hắn thấy bất kỳ cái gì nội tình chí bảo cũng không có nguyên điểm tới được trọng yếu chỉ cần có đầy đủ nguyên điểm mình thực lực liền có thể liên tục không ngừng tăng trưởng chỉ cần thực lực đủ mạnh hết thảy tất cả đều có thể đạt được thực lực tại chư thiên bên trong chính là hết thảy căn nguyên không có thực lực chỉ có bảo sơn chính là tự tìm đường chết bây giờ hoàng sơn thần tộc chính là chân thật nhất khắc họa chỉ có thần tộc nội tình không có thần chủ tọa trấn tại chư thiên vạn tộc trong mắt hoàng sơn thần tộc chính là người người đều muốn cắn một cái thịt mỡ chỉ là bọn hắn cố kỵ hoàng sơn thần tộc vốn có uy thế cùng với cái khác thần tộc mới một mực không có động thủ mà thôi hắc ma thần tộc bây giờ đánh vỡ cân bằng cái khác các tộc cũng liền không cố kỵ nữa rồi tông chủ đến rồi đang trong điện đang thánh sắc mặt ngưng nhiên hắn làm thiên tông duy nhất một tôn quy tắc thần vương tại hắc ma thần tộc khởi hành cùng với các phương cường giả ra hết thời điểm liền đã phát giác chút đồ vật. Chỉ là cụ thể đã xảy ra chuyện gì, tạm thời còn không rõ ràng lắm mà thôi. Tông chủ cũng biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hắc ma thần tộc muốn đối hoàng sơn thần tộc động thủ. Thẩm trường thanh thần sắc lạnh nhạt. Hắn có thể ngay lập tức biết được nguyên nhân, đã là phát giác các phe động tỉnh, cũng là lấy được thiên hổ hoàng cùng với mãn hoàng đưa tin. Cả hai đều là một phương uy tín lâu năm thị tộc hoàng giả, tin tức tình báo rộng lớn, tuyên cổ đại lục phát sinh sự tình, hầu như đều có thể ngay lập tức biết được. Cho nên, thiên hổ hoàng cùng mãn hoàng biết được tình báo. Thẩm trường thanh cũng có thể lập tức biết được. Đang thánh nghe vậy, mặt mo thần sắc biến đổi, thần tộc khai chiến. Thần tộc khai chiến, nhưng là một cái thiên đại sự tình. Khi hắn trong ấn tượng, chưa từng có xuất hiện qua thần tộc toàn diện khai chiến tình huống. Đang thánh minh bạch, hắc ma thần tộc cùng hoàng sơn thần tộc một khi toàn diện khai chiến, đến cùng sẽ liên lụy bao rộng. Tông chủ có tính toán gì? Hai phe thần tộc khai chiến, thế lực khắp nơi đều muốn nhờ vào đó kiếm một chén canh, đây là chư thiên vạn tộc cơ hội, cũng là ta thiên tông cơ hội. Thiên tông nội tình còn thấp. Tông chủ nếu là nhúng tay vào đi, chỉ sợ hung hiểm không nhỏ, còn phải thận trọng cân nhắc mới là. Đang thánh nhíu mày hai phe thần tộc khai chiến liên lụy đến thế lực đông đảo thiên tông mặc dù có thẩm trường thanh tọa trấn không thể so đứng đầu thị tộc tông môn yếu nửa phần nhưng từ thẩm trường thanh về sau thiên tông cũng không có cái gì cường giả tọa trấn riêng lấy nội tình đem so sánh thiên tông nội tình là thật quá kém một khi thẩm trường thanh vẫn lạc lời nói to lớn thiên tông trong khoảnh khắc liền phải sụp đổ nói thật đan thánh không hy vọng đối phương đi mạo hiểm lấy nó bề ngoài hiện ra thiên tư cùng với thực lực, chỉ cần an an ổn ổn tu luyện, ngày sau chứng đạo thần chủ đều không phải vấn đề gì. Tranh thủ cơ duyên Cũng được chú trọng được mất Nhưng là Đàn thánh vô cùng rõ ràng Mình chỉ có thể là một cái đề nghị Cụ thể như thế nào còn phải nhìn đối phương chính mình Lần này đại tranh chi thế Không có nguy nghĩ đơn giản như vậy Chư thiên bên trong kiếp khí tràn ngập Chính là chân chính đại kiếp biểu tượng không tranh đợi đến đại kiếp đến đó là một con đường chết. Hắc ma thần tộc cũng tốt, Hoàng Sơn thần tộc cũng được, cũng chỉ là đại kiếp bên trong một viên mà thôi. Muốn tại đại kiếp bên trong sống sót, chỉ có thể có được chí cường thực lực mới được. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Tại Hắc ma thần tộc chuẩn bị cùng Hoàng Sơn thần tộc toàn diện lúc khai chiến, hắn liền đột nhiên minh bạch một việc. Thân ở kiếp trung, ai có thể thoát thân rồi? hôm nay hoàng sơn thần tộc có thể bị hắc ma thần tộc cho diệt đi ngày khác hắc ma thần tộc liền có khả năng bị thế lực khác cho diệt đi chư thiên bên trong mạnh được yếu thua đặc biệt là bây giờ đại kiếp tiến đến đợi đến kiếp khí càng quét chư thiên thời điểm chính là toàn diện đại chiến mở ra thời điểm tới lúc đó kẻ yếu bị cường giả đồ sát ai cũng không thể may mắn thoát khỏi liền xem như thần chủ lại như thế nào những năm gần đây vẫn lạc thần chủ cũng không phải một tôn hai tôn rồi. Ở trong mắt thẩm trường thanh, vẻn vẹn sánh vai thần chủ cho tới bây giờ đều không phải mục tiêu của hắn, hắn mục tiêu chân chính chính là sánh vai ngũ phương đế quân, thậm chí là siêu việt ngũ phương đế quân. Chỉ có loại kia tầng thứ cường giả, tài năng khả năng nói một câu tuyên cổ vĩnh tồn. Hắc ma thần tộc cùng hoàng sơn thần tộc sự tình, bản tọa một mình tiến về là được, tại bản tọa rời đi thời điểm liền làm phiền điện chủ nhiều chiếu kháng một lần tông môn, có vấn đề gì liền ngay lập tức cùng ta đưa tin. Thẩm trường thanh dặn dò một câu. Thiên tông trừ hắn bên ngoài, đàn thánh thực lực liền xem như mạnh nhất. Mặc dù đối phương chỉ là vừa mới chứng đạo quy tắc thần vương, mà lại không am hiểu sát phạt, luận đến thực lực tại quy tắc thần vương bên trong, đại khái thuộc về hạng chốc loại kia. Có thế lại yếu quy tắc thần vương, đó cũng là quy tắc thần vương, không phải tu sĩ khác có thể so sánh có đối phương tọa trấn thế lực khác cũng không dám tùy tiện lỗ mãn hơn nữa thiên tông bên trong càng có thập nhị đô thiên phong thần trận làm hộ tông trận pháp lại có thập nhị phẩm đạo binh vạn đạo bia tọa trấn thẩm trường thanh tinh tế tính toán một cái liền xem như bản thân không ở thiên tông nội tình giống như cũng là không kém những thứ không nói khác chỉ riêng vạn đạo bia một cái liền có thể trấn áp các loại thần vương chỉ tiết chính là Vạn đạo bia không thuộc về chân chính công phạt đạo binh, không phải, có được thập nhị phẩm đạo binh trấn giữ thiên tông, liền xem như cùng thần tộc khiêu chiến đều không vấn đề gì. Nhưng coi như như thế, vạn đạo bia thực lực cũng là không kém. Đối phương bình trong ngày không hiển sơn không lộ thủy, thật muốn động thủ, trấn áp thần vương hoàn toàn không có vấn đề. Mặt khác, những thứ khác mấy cái đạo binh hóa thân điện chủ tới một mức độ nào đó, đều có không kém gì thần vương lực lượng. Cái này dạng xem xét lời nói, thiên tông thực lực kỳ thật đã là tương đương hùng hồn. Chỉ là chân chính tinh tường cái khác điện chủ thân phận, chỉ có những điện chủ kia bản thân, giống như là đan thánh như vậy liền không có cái gì biết. Lão phu được tông môn che chở, mới có thể có lấy chứng đạo thần vương đệ tứ cảnh, chỉ cần lão phu còn sống. Ai cũng không thể nhìn trời tông như gì. Tốt, có điện chủ lời này, bản tọa chính là yên tâm. Thẩm trường thanh hài lòng gật đầu. Những ngày qua, điện chủ hẳn là luyện chế có mới pháp tắc thần đang đi. May mắn không làm nhục mệnh, tạm thời luyện chế ra hai viên pháp tắc thần đang, viên thứ ba pháp tắc thần đang lão phu còn cần chuẩn bị một hai, tài năng bắt đầu luyện chế. Đan thánh gật đầu, đem hai viên pháp tắc thần đang toàn bộ đều đem ra. Chỉ thấy đan dược không dùng bất luận cái gì đồ vật chứa lấy, chỉ là dùng thần lực đem giam cầm tại bàn tay lưu tâm, phòng ngừa đang dược trời đi. Thẩm trường thanh phất tay, liền đem hai viên pháp tắc thần đang bỏ vào trong túi. Đang bế quan thời điểm, hắn liền phát giác thiên kiếp xuất hiện, chỉ là không có xuất quan để ý tới mà thôi. Thiên kiếp xuất hiện. Mang ý nghĩa thần đang xuất thế. Cùng lần thứ nhất có thần đang xuất thế khác biệt, đằng sau hai lần thần đang xuất thế, cũng không có dẫn tới các tông cường giả vây xem. Hiển nhiên lần trước một trận chiến, sáu tôn thần vương vẫn lạc, để các tông cường giả sinh lòng e ngại, không còn dám có dư thừa ý nghĩ. Cất kỹ hai viên pháp tắc thần đan, thẩm trường thanh không nói thêm gì, trực tiếp rời đi đan điện. Pháp tắc thần đan đằng sau lại đi luyện hóa, bây giờ đi trước hoàng sơn thần tộc lại nói. Thẩm trường thanh thầm nghĩ. Luyện hóa pháp tắc thần đan không phải dễ dàng như vậy, nếu như lại là đụng phải cường giả tập kích, chính mình nói không chắc chắn bởi vậy thụ thương. Bởi như vậy, còn muốn tham dự hai phe thần tộc một trận chiến, cũng không có cái gì khả năng. Nháy mắt. Thẩm Trường Thanh đã là rời đi thiên tông, sẽ trách hư không hướng về chư thiên hư không mà đi. Không đến một lát. Hắn liền thoát khỏi tuyên cổ đại lục trói buộc, trực tiếp đi tới chư thiên hư trong không gian. Không dùng phân biệt phương hướng. Thẩm Trường Thanh trực tiếp hướng về chư thiên hư không xâm nhập, nơi đó vạn tộc cường giả khí tức dày đặc, không dùng đầu óc đi nghĩ lại đều có thể minh bạch, nhất định chính là Hoàng Sơn thần tộc thiên địa vị trí. Chỉ cần đi theo những cái kia khí tức đi, tuyệt đối là lạc lối không được phương hướng. Hoàng Sơn trong thần tộc. Bây giờ nơi này đã là loạn thành một đoàn. Hắc Ma tông cường giả ra hết, hướng về Hoàng Sơn thần tộc mà đến tin tức đã sớm truyền đến Hoàng Sơn bên trong thần tộc, đối mặt một phương đỉnh tim thần tộc tập kích, trong tộc sinh linh đều là sợ hãi không thôi không có cách nào. Hắc ma thần tộc thực lực quá đáng sợ. Dù là Hắc ma tông chỉ là Hắc ma thần tộc một bộ phận, không tính là Hắc ma thần tộc toàn bộ, nhưng có lực lượng cũng không phải dưới mắt Hoàng Sơn thần tộc có thể đối phó. Không nói cái khác. Tứ phương chủ thần chỉ cần có bất luận cái gì một tôn xuất thủ, có thể đem Hoàng Sơn thần tộc cho trực tiếp đẩy ngang rồi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Hoàng Sơn thần tộc sinh linh ào ào thoát đi thiên địa hướng về chư thiên hư không mà đi. Một đám quên nguồn quên gốc đồ vật. Có thanh niên thần vương nhìn thấy một màn này, nhìn không được giận mắng lên tiếng. Bây giờ Hoàng Sơn thần tộc đại nạn lâm đầu, bọn hắn thân là Hoàng Sơn thần tộc tu sĩ, lại không nghĩ tới vì thần tộc tử chiến, ngược lại là ở thời điểm này thoát đi thiên địa, cách làm như vậy cùng phản tộc không có gì khác nhau. Ngay tại thanh niên thần vương nhịn không được, muốn trực tiếp động thủ thanh lý môn hộ thời điểm, Thành Cùng Thần Vương thanh âm bình tĩnh, phá vỡ hắn xúc động. Để bọn hắn đi thôi, hắc ma thần tộc quy mô đột kích, hoàng sơn thần tộc đã là không có phần thắng có thể nói, bọn hắn bây giờ rời đi cũng có thể vì thần tộc nhiều giữ lại một điểm huyết mạch. Nói không chừng ngày sau có thể nhờ vào đó đông sơn tái khởi. Nói đến đây. Thành Cùng Thần Vương nhìn về phía đối phương, cũng là thuyết phục một câu. Dương Trạch Thần Vương, ngươi có thể ở trong ngàn năm chứng đạo thần vương có thể nói thiên tư tuyệt hảo, cùng hoàng sơn thần tộc chôn cùng không cần thiết, dứt khoát cùng nhau đi rồi đi. Chương 696, đây chính là thần chủ lực lượng. Nhân tộc trấn thủ sứ trở về trở về trang sách, ngô thề cùng hoàng sơn thần tộc cùng tồn vong. Dương trạch thần vương sắc mặt kiên định. Nếu không phải thần tộc vuông trồng, Ngô làm sao có thể tại trong ngàn năm chứng đạo thần vương, hôm nay thần tộc gặp nạn, ngô lại há có thể chỉ lo thân mình, hôm nay dù cho là máu tươi tại chỗ, vậy tuyệt không lui lại nửa bước. Si lộ. Cầm thôi được. Thành cùng thần vương thầm thở dài, không tiếp tục khuyên can cái gì. Hắn có thể nhìn ra được, đối phương thái độ kiên quyết, lại là thuyết phục cũng không hề có tác dụng. Trận chiến này hoàng sơn thần tộc bị diệt đã là trở thành sự thật trừ phi là có thần cung cường giả đến, không phải muốn hóa giải nguy cơ trước mắt, không có cái gì có thế có thế. Thành cùng thần vương lắc đầu. Đang khi nói chuyện, hắn vậy âm thầm may mắn, bản thân trước kia phân tán một bộ phận hoàng sơn thần tộc sinh linh ra ngoài, tiến về cái khác tiểu thiên địa nghỉ ngơi lấy lại sức. Không phải. Hắc ma thần tộc đại quân đến, hoàng sơn thần tộc liền thật sự muốn triệt để diệt tuyệt. Hắc ma thần tộc. Chiêu thiên thần tộc các ngươi đều muốn diệt ta hoàng sơn thần tộc vậy liền để các ngươi nhìn xem cho dù ngô hoàng sơn thần tộc không có rơi cũng không phải ai cũng có thế khi nhục ai nếu là dám đưa tay đến hoàng sơn thần tộc đều phải trả giá bằng máu thành cùng thần vương trong mắt sát ý nghiêm nghị sự tình đến một bước này hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ tử chiến đến cùng cho dù hoàng sơn thần tộc bị diệt cũng muốn để những người khác thế lực minh bạch thần tộc không thể khinh nhục chiêu thiên hư không trung, thiên ma thuyền đánh vỡ vô tận hư không tới, toàn thân màu đen thuyền lớn tự như một phương đại lục giống như mênh mông, sở hữu hắc ma tông cường giả bây giờ đều là xuất hiện ở trên bông thuyền mặt. Bọn hắn nhìn xem trước phương hào hãng vô ngần thiên địa, có ánh mắt băng lãnh, có sắc mặt nóng bỏng. Hoàng Sơn thần tộc đến. Có thần vương nói một câu. Thánh chủ ánh mắt hờ hững nhìn xem những cái kia từ Hoàng Sơn thần tộc thiên địa rời đi tu sĩ, gần sóng nói, thần tộc diệt tộc kiếp nạn trước mắt không nghĩ như thế nào vì chủng tộc hiệu lực huyết chiến ngược lại e ngại lẫn trốn thật sự là nên giết chúng ta minh bạch cái khác hắc ma thần tộc thần vương nghe vậy lập tức rời đi thiên ma thuyền hướng về cái khác từ hoàng sơn thần tộc thiên địa trốn tới tu sĩ đánh tới nháy mắt Chiêu thiên hư không trung thì có kêu giết gầm thét thanh âm vang lên song phương nháy mắt bộc phát đại chiến chỉ tiếc chính là Hắc ma thần tộc một phương xuất động đều là thần vương cấp bậc cường giả, lại nhìn Hoàng Sơn thần tộc một phương, có thể từ thiên địa bên trong thoát đi, phần lớn đều là thần cảnh, thậm chí là thần cảnh đều không vào. Dạng này tu sĩ tại thần vương trước mặt, cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Trong khoảnh khắc, thì có số lớn Hoàng Sơn thần tộc tu sĩ vẫn lạc, tàn phá thi thể lẫn lộn máu tươi, tản mát vào hư không ở trong. Nghe bên tai kêu thảm, thánh chủ sắc mặt không có chút nào ba động hắn nhìn trước mắt hoàng sơn thần tộc thiên địa thanh âm uy nghiêm từ trong hư không vang lên hoàng sơn thần tộc sừng sững chư thiên mấy cái thượng cổ kỷ nguyên hôm nay đã là chấm dứt dứt lời tay phải chậm rãi duỗi ra hướng về hoàng sơn thần tộc thiên địa phương hướng nghiền ép rơi xuống âm âm đáng sợ chí cực lực lượng trực tiếp phá diệt hư không quy tắc hung hăng đánh vào hoàng sơn thần tộc thiên địa bình phong phía trên nháy mắt. Thiên địa bình phong chấn động kịch liệt, vô số rạn nước bày biện ra đến, nhưng tiếp theo hơi thở, thì có sức mạnh vô cùng vô tận hiện lên, cưỡng ép đem sắp vỡ nát thiên địa bình phong chữa trị. Thấy vậy, thánh chủ không nhanh không chậm, lại là một chưởng rơi xuống, lúc đầu sắp khép lại thiên địa bình phong, cưỡng ép vỡ vụn ra. Oanh, bình chướng vỡ vụn, hoàng sơn thần tộc thiên địa hiển lộ. Giữa thiên địa chỉ thấy bầu trời hư không bỗng nhiên vỡ nát, chư thiên hư không hắc ám hiện ra tại toàn bộ sinh linh trước mắt. Thiên lôi hiện lên. Hư không hỗn loạn. Các loại hình tượng giống như cùng tận thế bình thường. Đến rồi. Thành cùng thần vương nhẹ nói một câu. Mặc dù hắn đã làm tốt chuẩn bị, thật là chính nhìn thấy hắc ma thần tộc cường giả đến thời điểm, trong lòng vẫn như cũ không thể ức chế giống như hiện ra một vệt sợ hãi. Qua trong giây lát, sợ hãi lui tán thay vào đó là kiên định quyết tâm hắc ma thần tộc đột kích thỉnh cầu khí vận trợ ngô thành cùng thần vương nổi giận gầm lên một tiếng hoàng sơn thần tộc mênh mông khí vận như cuồng phong giống như tụ đến chỉ thấy khí tức của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tục tăng lên không đến một lát liền đã phá vỡ thần vương giới hạn tiến vào một cái khác phương diện thần chủ đây chính là thần chủ lực lượng thành cùng thần vương cảm thụ được bản thân ẩn chứa bành trướng lực lượng, kia là xưa nay không từng thể nghiệm qua. Tại bực này lực lượng trước mặt, hắn cảm giác đã từng chỉ là bản thân như là sâu kiến bình thường, chỉ cần một ngón tay liền có thể dễ dàng nghiền sát. Tại thần tộc khí vận trợ lực bên dưới, thành cùng thần vương giờ phút này đã là phá vỡ thần vương rào, triệt để tấn thăng thần chủ phương diện. Oanh! Kinh thiên khí thế bạo phát đi ra chỉ thấy có ánh sáng trùng phóng lên tận trời, mênh mông quy tắc sông dài lao nhanh, thành cùng thần vương chân đạp quy tắc sông dài, thẳng vào chư thiên hư không. Sở hữu hoàng sơn thần tộc sinh linh, theo ngô một trận chiến. Thanh âm uy nghiêm truyền vào thiên địa mỗi một góc. Sở hữu tu sĩ nội tâm chiến ý, đều bị triệt để kích phát ra tới. Tại thần chủ quan huy lực lượng bao phủ xuống, bọn hắn đối với hắc ma thần tộc e ngại, lúc này đều là tiêu tán trống không chiến. Chiến. Tràn ngập chiến ý thanh âm vang lên, lần lượt từng thân ảnh xông lên tận trời, theo sát tại thành cùng thần vương sau lưng tiến vào chư thiên hư không. Chư thiên hư không. Tại thiên địa bình phong vỡ vụn nháy mắt, không đợi hắc ma thần tộc cường giả chính thức xuất thủ, liền gặp trong thiên địa có một cổ đáng sợ khí tức bạo phát đi ra. Tại cổ khí tức kia trước mặt, sở hữu hắc ma thần tộc thần vương đều là biến sắc. Thần chủ, Hoàng Sơn thần tộc còn có thần chủ tồn tại. Ngoại giới tuyên bố, Hoàng Sơn thần tộc tại chư thiên bên trong đã là không có thần chủ tồn thế, bây giờ nhưng có thần chủ khí tức bạo phát đi ra, khó tránh khỏi để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Thánh chủ đôi mắt thần quang mờ mịt, nhìn về phía Hoàng Sơn thần tộc thiên địa, lạnh lùng cười một tiếng. Mượn nhờ thần tộc khí vận cưỡng ép có được thần chủ thực lực, lại có thể thay đổi cái gì? Đừng nói là mượn nhờ thần tộc khí vận thành tựu thần chủ, liền xem như chân chính thần chủ ở trước mặt lại có thể thế nào thần chủ cùng thần chủ chênh lệch không phải tu sĩ khác có thể tưởng tượng hơn nữa thần tộc khí vận cũng không phải cái này dạng dùng tại thành cùng thần chủ sắp tiến vào chư thiên hư không thời điểm thánh chủ đột nhiên tay phải trấn áp rơi xuống cùng một thời gian thành cùng thần vương rời đi hoàng sơn thần tộc thiên địa nháy mắt hắn cũng cảm giác được trước kia bám vào với mình trên người khí vận lực lượng lấy cực nhanh tốc độ biến mất, lúc đầu xông vào thần chủ tầng thứ cảnh giới, cũng là nháy mắt ngã xuống. Không được. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để thành cùng thần vương sắc mặt đột biến. Hắn quên rồi một chuyện, đó chính là mượn dùng thần tộc khí vận, chỉ có thể là tại thiên địa bên trong, một khi rời đi thiên địa phạm vi, khí vận liền sẽ đi ra ngoài. Chuyện thế này, lúc đầu không phải là cái gì lớn bí mật nhưng thành cùng thần vương chưa từng từng chân chính mượn dùng qua thần tộc khí vận, đối với dạng này sự tình ngược lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Một khắc này, lúc đầu tiến vào chư thiên thành cùng thần vương, trực tiếp lui trở về trong trời đất. Khi hắn trở về thiên địa trong nháy mắt đó, biến mất khí vận lực lượng lại lần nữa hiện ra đến, rơi xuống thần chủ lực lượng cũng là trở về. Oanh, như là thiên địa giống như trưởng cương chiếm cứ thiên địa hướng về hoàng sơn thần tộc thiên địa trấn áp tới vừa mới một lần nữa đạt được thần chủ lực lượng thành cùng thần vương không kịp nghĩ nhiều trực tiếp tế ra hoàng sơn thần tộc trấn tộc chí bảo chỉ thấy có toàn thân trường kiếm màu trắng rơi vào trong tay của hắn thần lực hội tụ bên dưới trường kiếm màu trắng bộc phát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ phong mang. cho ngô phá thành cùng thần vương sắc mặt dữ tợn trường kiếm chém xuống thời điểm kinh thiên kiếm quan hóa thành vô biên vô tận sóng biển hướng về chư thiên hư không bên ngoài bao phủ ra ngoài. Oanh! Hai cổ lực lượng va chạm nháy mắt, tại cái khác tu sĩ trong mắt, giống như cùng nhìn thấy hai phe thiên địa kịch liệt va chạm, bộc phát ra chướng mắt chí cực diệu quan, liền xem như thần vương đều khó mà nhìn thẳng mảy may. Đây chính là thần chủ lực lượng. Thiên ma trên thuyền, thái sơn tâm thần chấn động. Hắn không phải là chưa từng thấy qua thần chủ tranh phong, nhưng mỗi một lần nhìn thấy như vậy cường giả giao thủ, trong lòng vẫn là tránh không được sinh ra lòng kính sợ không có cách nào như thế cường giả là thật cường đại đến cực điểm dù là tiết lộ ra ngoài một chút lực lượng đều có thể nghiền sát bình thường thần vương cái khác bái nhập hắc ma tông đệ tử bây giờ càng là không cần nhiều lời nếu không phải bọn hắn tồn tại thiên ma trên thuyền đạt được chí bảo lực lượng thủ hộ kia cổ tràng lan ra tới ba động là có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết một tên cũng không để lại Quanh, hai cổ lực lượng xen lẫn không bao lâu như là thiên địa giống như hắc ám chưởng cương nuốt hết hết thảy kinh thiên kiếm quan phát ra không cam lòng gào thét sau đó ngay tại đông đảo tu sĩ trong mắt từng khúc vỡ vụn tiếp theo hơi thở thiên địa rung động quy tắc phá diệt chờ đến cổ lực lượng kia tiêu tán không gặp thời điểm lại nhìn về phía hoàng sơn thần tộc thiên địa lúc chỉ thấy lớn như vậy thiên địa giống như bị đánh xuyên một cái lỗ thủng một dạng không thể đo lường dãy núi bị trực tiếp sang bằng. Sinh tồn ở nơi đó sinh linh, dãy dùa cũng không kịp dãy dùa, liền bị cường đại lực lượng đánh nát hóa thành cho bụi. Hố sâu ở trong. Thành cùng thần vương tàn phá nhục thân nằm ở ở nơi đó, thần huyết không cầm được chảy xuôi, mặc dù có cơ hồ vô cùng vô tận thần lực tuôn ra, chữa trị nhục thân phía trên thương thế. Nhưng hắn trong mắt đã là không có nửa điểm thần quan. Quá mạnh mẽ cả hai chênh lệch hoàn toàn không có cách nào đền bù. Thành cùng thần vương vốn cho là mình mượn dùng thần tộc khí vận lực lượng, không nói ngăn cản được hắc ma thần tộc tiến công, nhưng để hắc ma thần tộc trả giá thê thảm đau đớn đại giới là không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ một trận chiến lại là để hắn triệt để thanh tĩnh lại. Hắc ma thần tộc rất mạnh. Bất kể là bây giờ hoàng sơn thần tộc, hoặc là trắng chủ còn sống thời điểm hoàng sơn thần tộc, đều như thế không phải là đối thủ cho dù bản thân mượn nhờ thần tộc khí vận miễn cưỡng có được thần chủ lực lượng nhưng tại chức cao cao tại thượng thánh chủ trước mặt vậy cùng sâu kiến không có gì khác nhau ngô phải chết không ngô không thể cứ như vậy chết rồi cho dù chết cũng muốn để hắc ma thần tộc trả giá đắt thành cùng thần vương trong mắt thần quan một lần nữa ngưng tụ tàn phá nhục thân đạt được thần lực chữa trị trực tiếp từ trong hố sâu đi ra ngoài hướng về dựng lại tại chư thiên hư không trung thiên ma thuyền phóng đi lần này. Hắn không có mượn nữa dùng hoàng sơn thần tộc khí vận lực lượng, chỉ là lấy thần vương thân thế làm đánh một trận cuối cùng. Không biết tự lượng sức mình. Mắt thấy thành cùng thần vương hướng về bản thân vọt tới. Thánh chủ trong miệng thốt ra một chữ, một chỉ lăng không điểm ra thời điểm, hủy thiên diệt địa chỉ cương đã là đánh vào thành cùng thần vương trên thân. Quanh! chương 697, ra vẻ đạo mạo. Nhân tộc trấn thủ sứ trở về trở về trang sách lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát, thành cùng thần vương thần khu nháy mắt bị nuốt hết. Răng rắc. Hư không vỡ nát. Khi một chỉ lực lượng phản phất có thể xuyên thủng vô ngần hư không, trực tiếp chui vào đến hư không chỗ sâu nhất. Không bao lâu. Chư thiên hư không truyền đến nổ tung tiếng vang, sau đó liền gặp có tàn phá thần quốc rơi xuống. Bỏ mình tại nhìn thấy thần quốc rơi xuống một màn, sở hữu tu sĩ đều là tâm thần chấn động. Bọn hắn minh bạch. Hoàng Sơn thần tộc cường đại nhất một tôn thần vương. Đã là bị thánh chủ một kích miễu sát, liền xem như ký thác tại vô ngần hư không thần quốc, đều không thể may mắn thoát khỏi. Một kích lực lượng. Không chỉ là phá diệt thần thân, càng là đem vô ngần hư không đều cho xuyên thủng. Giết còn sót lại hoàng sơn thần tộc tu sĩ nhìn thấy một mạng này đều là muốn trách cả mí mắt thiêu đốt thần lực tinh huyết hướng về hắc ma thần tộc tu sĩ khác đánh tới chỉ tiếc chính là hoàng sơn thần tộc còn lại tu sĩ thực lực đều là không mạnh tuy có mấy tôn thần vương dẫn đầu thế nhưng không thể cùng hắc ma thần tộc đối kháng không đến một lát thì có tàn tà thần quốc rơi xuống hư không biểu thị một tôn thần vương vẫn lạc hoàng sơn thần tộc đã diệt phương thiên địa này nên ngô hắc ma thần tộc sở hữu. Thánh chủ nhìn qua trước mắt ngay tại một chút xíu bản thân chữa trị thiên địa, tiếng nói ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, rung chuyển hư không. Thoại âm rơi xuống. Có mênh mông uy thế từ chư thiên hư nhảy dù lâm tới, thánh hoàng dậm chân đi ra, ánh mắt bể nghệ nhìn xem thánh chủ hắc ma thần tộc vọng lên tranh chấp, diệt hoàng sơn thần tộc, giết hại ức vạn sinh linh, cử động lần này chư thiên vạn tộc cộng phẫn. Ngô Thánh thần tộc thay trời thảo phạt. Tru diệt hắc ma thần tộc. Thánh Hoàng tiếng nói to lớn, truyền khắp tứ phương hư không. Sở hữu hắc ma thần tộc tu sĩ nghe vậy, sắc mặt đều là ngưng trọng không thôi. Thánh Hoàng là chư thiên thần trong tộc cường giả đỉnh cao, mà lại sau người càng có thánh thần tộc tồn tại, đối phương xuất hiện, có thể nói là cho bọn hắn không nhỏ áp lực. Thánh chủ cười lạnh, bại tướng dưới tay cũng dám nói dũng, lần trước chư thiên hư không trung, ngô thủ hạ lưu tình không có đem ngươi chém giết bây giờ ngươi dám can đảm phát ngôn bừa bãi không biết sống chết lần trước một trận chiến nếu không phải ma chủ xuất thủ đánh lén ngươi làm sao có thể có thắng bản hoàng cơ hội thánh hoàng cũng là sắc mặt băng lãnh trong mắt sát ý nồng đậm lần trước một trận chiến với hắn mà nói là một loại sỉ nhục lần này một trận chiến thánh hoàng liền muốn rửa sạch sỉ nhục nhưng vào lúc này trong hư không lại có đáng sợ khí tức giáng lâm. Hắc ma thần tộc vọng lên tranh chấp, Ngô Chu Phượng thần tộc thay trời thảo phạt. Phượng Hoàng đi ra từ trong hư không, sau lưng thì là một đám Chu Phượng thần tộc cường giả. Hắc ma thần tộc vọng lên tranh chấp, Ngô Cực Nguyên thần tộc thay trời thảo phạt. Hắc ma thần tộc. Từng tôn thần chủ từ chư thiên hư không trung đi ra. Sau lưng thì là hắn trong tộc cường giả theo sát phía sau. Không đến một lát, đã là có mấy chục phương thần tộc thế lực đến thiên ma trên thuyền những cái kia sau này bái nhập hát ma tông tu sĩ tại nhìn thấy chư thiên thần tộc đến thời điểm toàn thân đều đang run rẩy bọn hắn lúc nào gặp qua tràn diện như vậy không được nói thần chủ liền xem như thần vương cường giả ngày bình thường đều cực ít có cơ hội có thể nhìn thấy nào giống hiện tại thần vương số lượng khó mà cân nhắc đến thần chủ đều không dưới hai vị số Thần chủ hào quang chiếu rọi xuống, không đến thần vương tầng thứ tu sĩ. Đều là khó mà nhìn thẳng mảy may. Chỉ có những cái kia chân chính xuất từ Hắc Ma thần tộc cường giả, đang nhìn hướng Chư Thiên thần tộc thời điểm, nội tâm không có nửa điểm e ngại, có chỉ là vận sức chờ phát động chiến ý, như không có hạn chế, trận chiến này ta nhất định có thể chứng đạo thần vương. Thái Sơn cảm thụ được kia cổ đáng sợ khí tức, toàn thân khí huyết đều ở đây nhẹ nhàng run rẩy hắn không phải e ngại, mà là phát giác được cường giả khí tức, từ đó dẫn phát ra chiến ý, chỉ tiết. Hắc ma thần tộc có hạn chế, Thái Sơn liền xem như muốn chứng đạo thần vương. Bây giờ cũng không có biện pháp. Nhưng coi như không thể chứng đạo thành công, trận chiến này chỉ cần không vẫn lạc, vậy nhất định thu hoạch không nhỏ. Giết. Thánh hoàng một chưởng trấn áp rơi xuống, muốn đem thiên ma thuyền đánh nát. Không đợi chưởng cương rơi xuống, thánh chủ đạp không mà lên, tiện tay một quyền liền đánh nát vạn đạo quy tắc, đem kia cổ lực lượng hủy thiên diệt địa toàn bộ đều cho triệt tiêu sạch sẽ. Hai tôn thần chủ xuất thủ, xem như triệt để nhóm lửa chiến hỏa. Chỉ một nháy mắt, đại chiến chính là lại lần nữa bộc phát. Giết! Một tôn lại một tôn hắc ma thần tộc cường giả từ chư thiên hư không trung đi ra. Thiên ma trên thuyền, sở hữu hắc ma thần tộc cùng với hắc ma tông cường giả đều xuất thủ, hướng về chư thiên thần tộc cường giả đánh tới, bắt đầu rồi. Trong hư không, thẩm trường thanh yên lặng nhìn một màn trước mắt, sắc mặt mỉa mai không thôi. Tại hắc ma thần tộc động thủ thời điểm, hắn liền đã đến nơi này, chỉ là một mực không có xuất thủ mà thôi. Hoàng Sơn thần tộc bại vong, sớm tại thẩm trường thanh đoán trước ở trong. Chỉ là thành cùng thần vương liệu chết đánh cược một lần, để hắn có chút ngoại ý muốn cứ việc thẩm trường thanh đối với hoàng sơn thần tộc không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Có thể tại chủng tộc tồn vong trước, hoàng sơn thần tộc cường giả chưa từng lui lại nửa bước, vẫn là để hắn có chút lau mắt mà nhìn. Hoàng sơn thần tộc bị diệt, chỉ vì thực lực không đủ, cái gọi là chư thiên thần tộc cũng là mỗi người đều có mục đích riêng, bên ngoài nhìn ra vẻ đạo mạo, kỳ thực so hắc ma thần tộc đều có chỗ không bằng. Thẩm trường thanh trong lòng đối với chư thiên thần tộc tràn đầy khinh thường. Thánh Hoàng chờ thần tộc cường giả sớm không xuất thủ muộn không xuất thủ, hết lần này tới lần khác đợi đến Hoàng Sơn thần tộc chết hết mới ra tay, nói rõ là muốn mượn hắc ma thần tộc tây diệt trừ Hoàng Sơn thần tộc. Sau đó lại là xuất thủ lấy đại nghĩa tru diệt hắc ma thần tộc cường giả, sau đó danh chính ngôn thuận chia cắt hai phe thần tộc tài nguyên cùng hắc ma thần tộc bất đồng là cái trước chính là đem sự tình bày ở bên ngoài chư thiên thần tộc lại là trong bóng tối làm chút hoạt động. Mắt thấy chư thiên thần tộc khai chiến, đáng sợ lực lượng tại hư không tàn phá bừa bãi, cái khác nghe tiếng mà đến thị tộc, đều là tự chủ tránh đi chiến trường, hướng về hoàng sơn thần tộc thiên địa mà đi. Thần tộc không thể khinh nhục, hoàng sơn thần tộc dù diệt, phương thiên địa này cũng không phải các ngươi sâu kiến có thể càng rỡ. Có thần chủ sắc mặt băng lãnh. Cách không đánh ra một kích, cường đại lực lượng vỡ nát chư thiên hư không, để vài tôn thần vương đều là biến sắc. Không được. Cẩn thận, vài tôn thần vương đồng loạt ra tay, tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ, hóa thành dòng lũ oanh kích ra ngoài. Oanh. Hai cổ lực lượng chạm vào nhau, cái sau như bẻ gãy nghiền nát giống như phá diệt, vài tôn thần vương không có bất kỳ cái gì dãy dụa, thần khu nháy mắt mẫn diệt. Còn lại lực lượng tiếp tục xuyên thủng hư không, ven đường không biết bao nhiêu thần cảnh bị tác động đến, kêu thảm cũng không kịp kêu thảm một tiếng, liền bị cổ lực lượng kêu oanh kích thành cặn bã. Chỉ một thoáng. Cái khác thì tộc cường giả đều là động tác một bữa, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem tôn kia thần chủ, nguyên bản đối với thần tộc tại nguyên khát vọng, bây giờ đã là bị đối với sợ hãi tử vong xua tan rất nhiều. Đang lúc này, có cường giả đạp nát hư không tới, trực tiếp hướng về hoàng sơn thần tộc phương hướng mà đi. Trung sơn thị tộc tại nhìn thấy tôn kia vĩ ngạn thân thể thời điểm, không ít thị tộc cường giả đều là sắc mặt khẽ giật mình. Trung Sơn thị tộc danh hiệu, tại chỗ thị tộc đương nhiên sẽ không quên. Mặc dù mấy năm này Trung Sơn thị tộc làm việc khiêm tốn rất nhiều, nhưng làm đỉnh tiêm thị tộc tồn tại, thanh danh vẫn là vang dội vô cùng. Đặc biệt là thị tộc bên trong hai tôn đỉnh tiêm quy tắc thần vương, tức thì bị ca tụng là thần chủ trở xuống chí cường giả. Bây giờ, tôn này vĩ ngạn thân thể không phải những người khác, thình lình chính là chúc tông tông chủ chung sơn đông huyền. Làm càng. Tôn kia thần chủ nhìn thấy vẫn có thị tộc cường giả, muốn mạnh mẽ xông tới nhập hoàng sơn thần tộc, sắc mặt trực tiếp lạnh như băng xuống tới. Một chưởng trấn áp rơi xuống, muốn đem đối phương triệt để trấn sát. Phát giác được một chưởng kia bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Trung Sơn Đông Huyền sắc mặt nghiêm nghị, quy tắc sông dài phá không mà tới, hai đạo quy tắc lực lượng xen lẫn tự như hóa thành hai đầu thần long hướng về kia tôn thần chủ oanh kích mà đi răng rắc hư không nổ tung quy tắc vỡ nát hai cổ lực lượng đáng sợ chạm nhau nháy mắt đã là có hủy diệt ba động hướng về bốn phương hạo đảng chung sơn đông huyền thân thể chấn động mượn nhờ kia cổ chấn động lực lượng hướng về hoàng sơn thần tộc phương hướng lướt gấp mà đi đa tạ tả khưu thần tộc thần chủ đưa tiễn bản tọa liền đi trước một bước. Đáng chết. Tả khâu bá sắc mặt âm trầm như nước. Hắn không nghĩ tới tự mình ra tay, đều không thể đem chung sơn đông huyền cho lưu lại, hơn nữa còn bị đối phương mở miệng dễu cật một đợt. Trong nháy mắt đó, tả khâu bá trong lòng dân lên sát ý, đang muốn hướng về hoàng sơn thần tộc thiên địa truy sát mà đi thời điểm, thì có chứng mắt kiếm quan phá toái hư không, để hắn sinh lòng cảnh giác, bản năng hướng về một bên tránh né, nhưng vẫn là bị cổ lực lượng kia xuyên qua thần khu. Thần khu bị phá. Thần huyết tản mát hư không. Một tôn hắc ma thần tộc thần chủ tay cầm thần kiếm, sắc mặt lạnh lùng cùng ngô một trận chiến còn dám phân tâm. Quả thực muốn chết. Ngươi phải gấp lấy chịu chết, bản thần chủ liền thành toàn ngươi. Tả khâu bá tức giận không thôi. Hắn hiện tại cũng không lo được xuất thủ ngăn trở nửa chung sơn đông huyền, toàn lực ứng đối trước mắt hắc ma thần tộc thần chủ. Nhìn thấy một màn này. Còn sót lại thị tộc cũng là không kiềm chế được. Nếu như không có chung sơn đông huyền dẫn đầu đi vào lời nói, vừa rồi tả khâu bá một kích diệt sát đông đảo thần vương thần khu, cùng với chém giết một đám thần cảnh tu sĩ, đủ để cho cái khác thị tộc trùng bước. Nhưng bây giờ chung sơn đông huyền ngạnh kháng thần chủ một kích. Thành công tiến vào hoàng sơn thần tộc thiên địa về sau, những này thì tộc chính là ngồi không yên đặc biệt là tại nhìn thấy tả khâu bá bị hắc ma thần tộc thần chủ ngăn lại về sau những thứ khác thì tộc cường giả vẻn vẹn do dự một chút liền hướng lấy hoàng sơn thần tộc thiên địa phóng đi thần tộc cơ duyên trước mắt ai có thể nắm chắc được bây giờ đại tranh chi thế bất kỳ cái gì một điểm cơ duyên cũng có thể nhường cho mình thực lực nâng cao một bước từ đó tại sau này đại tranh chi thế bên trong đạt được càng nhiều chỗ tốt tại tuyệt đối dụ hoặc trước mặt. Sinh tử thường thường đều là không đáng giá nhắc tới. Trong lúc nhất thời, đông đảo thị tộc ảo ảo tràn vào hoàng sơn thần tộc trong thiên địa. Thánh hoàng nhìn thấy một màn này, trực tiếp đưa tin cho thánh thần tử, người dẫn đầu trong tộc thần vương nhập hoàng sơn thần tộc thiên địa, nhất thiết phải cướp đoạt món kia đồ vật. Nghe vậy, thánh thần tử không có trả lời, trực tiếp vứt bỏ bản thân ban đầu đối thủ, hướng về Hoàng Sơn thần tộc thiên địa mà đi. Cùng hắn cùng nhau, còn có thánh thần tộc cái khác thần vương. Tại thánh thần tộc có hành động về sau, những phe khác thần tộc cường giả. Đều là ánh mắt lấp lóe, ào ào đưa tin nhà mình trong chủng tộc thần vương, dẫn đầu tu sĩ nhập Hoàng Sơn thần tộc trong trời đất tranh đoạt cơ duyên. Là lúc. Một mực tại trong hư không dừng lại, yên lặng chờ cơ hội thẩm trường thanh, lúc này rốt cục có động tác. Chỉ thấy thân thể của hắn hóa thành trường hồng, nháy mắt phá toái hư không, hướng về Hoàng Sơn thần tộc Thiên Địa phương hướng phóng đi.